đây. Rồi, hello mấy chị nha. Tiếp tục lại là em Nhi. Rồi, em Nhi lại chiến đấu ha. Chiến đấu lại tối nha mấy bạn ơi. Rồi, với tình yêu và xa like nhanh tay giùm em luôn mọi người ơi. Rầu quá, like ngày ly đêm mà nhiều chị á, chốt đơn xong gọi điện không nghe máy luôn mấy chị ơi. Thật sự em không biết là nói cái lời nào luôn á. Đặt hàng mà không nghe máy là sao ta? Rầu quá luôn. Lúc đặt hàng thì đặt quá trời luôn mấy chị, mà cái lúc chốt đơn á lại chốt không được. Em cũng không hiểu lý do tại sao luôn. Mình cần cái gì thì mình mua đúng không mấy chị? Mua thì em Nhi cảm ơn thôi, chứ ưng là cứ thích vô cào bằng phím không à mọi người. Thiệt luôn em chán ghê á. Vô cào không à, xong rồi sáng mai á thì gọi điện thì không bao giờ nghe máy mấy chị. Mà gọi ít nhất là phải 4 đến 6 lần chứ đâu phải là em gọi một cuộc rồi thôi đâu. Mà cũng không nghe máy luôn. Tắt cái loa đi được. Rồi mấy tình yêu và xe like nhanh tay giùm em Nhi nhé. Em Nhi quạo quá à. Quạo ơi là quạo luôn á. Nhớ đơn chị, đơn em chị Nhung Nguyễn hả? Em thấy cái đơn chị Nhung Nguyễn em thấy đỏ trong cái bịch đen kia ta. Không biết là lựa thêm hay gì thì em không biết, em thấy trong bịch đen em hỏi. Rồi xong mai em gọi lại cho nhá. Rồi nhanh tay xe like giùm em luôn. Đơn chốt rồi là đi rồi, mà đơn chưa chốt là chưa đi nhá mấy chị ha. Lưu ý giùm em, cứ nhân viên gọi điện chốt rồi là đi rồi, mà đơn chưa gọi chốt là chưa đi, vậy cho nó nhanh nha mấy chị ha. Chứ bây giờ em không biết cái đường nào luôn á, em đâu có biết đơn đâu. Em chỉ có việc em like thôi à, còn đơn thì em thua á. Đâu em chỉ có việc ghi thôi, chị ghi. Rồi, mấy tình yêu xe like nhanh tay giùm em chưa? Em nói thiệt hôm nay em sợ bơm với mấy chị này, em quạo quá. Quạo quá trời quạo luôn mấy chị, sợ bơm nhá, nhanh tay giùm em luôn. Và xả bơm mấy chị ơi. Hứa nhanh dự với chị luôn, 35, 40, 50 em xả nốt hôm nay nha. Chỉ cần đi đơn thôi mấy chị, không cần lời luôn. Hả? Đó. Xả bơm nè mấy chị, xả bớt phong long mấy bà mấy ơ được em khổ quà đi. Rồi nhanh tay giùm em cho mọi người ơi. Nói chung hàng thì lúc nào nó cũng có đầy đủ hàng hết. Hàng này hàng kia nó tùm lum mấy chị, hàng rất chi là nhiều mẫu. À em có nay một tuần mà cũng không hết mẫu nữa đó. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, lên cho em luôn một mã siêu phẩm tiếp rồi. Ok chưa ha. Rồi mã này đầu lên em tặng cho mấy chị luôn 39 kèm số thoại nè. Rồi lên cho em luôn bò 39 với 55 ký chút liền cho em luôn mã bò 39 nè. Bò 39 dưới 55 ký. Bò 39 dưới 55 ký nhanh tay luôn mấy chị, tương tác đầu like cho mấy chị. Rồi em chào chị Hệ Nguyễn nha. Rồi trắng cho em luôn 39 với 55 ký chút mã trắng 39. Đó, đồ đẹp như vậy đây mà mấy chị không nghe máy. Trời ơi là trời. Đồ đẹp quá trời vậy luôn, em Nhi bán có mấy chục ngàn thôi mà không nghe máy mấy chị. Chát chưa? Bực hết sức bực. Rồi lên cho em luôn là đỏ 39 luôn nè. Đầu like tương tác cho mấy chị luôn, liền liền giùm em nhé. Rồi lên cho em luôn là đỏ 39. Nghe máy giùm chị kêu chị Nhi đăng like. Rồi, Tú Phân Anh chị lấy cái gì chị? Tú Phân Anh chị lấy cái gì? Trắng 39 cho chị Tú Phân Anh khách quen nè. Chốt màu cho em nha. Đơn chốt rồi là đi rồi giùm em chị. Trăm chị trơm đỏ 39 lên số giùm em luôn. Trời. Đặt hàng lên số giùm em nha. Rồi bà 39 luôn cho Trần Thị Phương Trang này. Chốt đơn hai cái cho đơn giùm em nha mấy chị. Hàng nhiều lắm và mua hàng sale này mấy chị. Rồi này lên cho em luôn là đẹp 39. Đẹp cho em luôn 39 với 55kg. Chút đẹp 39 này. Bà 39 còn cái này em chốt cho chị Hương Ngô này. Hương Ngô lên số giùm em chị, đặt hàng lên số liền nha. Mỗi lần vô mà chị không nổi là chị. Khổ ha. Thôi kệ, em cũng ráng em cày được cái tháng Tết này. Dưới tháng này dịch nghỉ chơi nhiều quá. Rồi tiếp giùm em luôn xanh 39 với 55kg nè. Xanh 39 với 55kg nó xanh chút chanh. Đâu lúc chưa chốt hả Nhi, chắc chưa chốt kịp với chị. Mấy đứa chốt đơn là tới 7 giờ là về rồi. Đơn chưa chốt kịp ngày mai chốt tiếp nha. Rồi này chốt giùm em luôn là trắng 39. Trắng cho em luôn 39, xanh cho em luôn 39 nha. 3 giờ lấy đồ chứ. Em ra khỏi tên chị. Trên
máy hả? Còn họ hơn mấy cái em? Rồi một cái đem nữa trong cái kệ này, mấy cái lẻ lẻ ở ngoài đó. Rồi đẹp 39 luôn nha chị Ngọc Duyên nè. Đẹp 39 Ngọc Duyên. Trời ơi cái này chút giùm em luôn, cổ lọ 39. Cổ lọ cho em luôn 39 cái 55 kg. Cổ lọ 39 cái 55 kg chút giùm em ha. Rồi lên cho em luôn là xanh 39. Đó tiếp nè. Bắt đầu bữa nay là mua hàng Noel rồi hàng lễ Tết tới nơi luôn đó mấy chị, hàng thì về mẫu liên tục à. Rồi tiếp chúng em luôn là mã hoa 337. Rồi hoa cho em luôn 37 cái 55 kg nha, chú giùm em luôn mã hoa 37. Xanh 39 luôn cho Hương Ngô này, có đơn rồi nè. Dạ, ngày mai gọi chốt chị, đơn chị nào chưa gọi chốt được thì ngày mai giùm em nha, chút đơn không kịp đâu mấy chị ơi. Có mai chút tiếp. Rồi lên cho em luôn là hoa 37. Hoa 37. Rồi tiếp cho em luôn là mã đỏ 40. Đỏ 40 cái 55 kg. Mã đỏ 40. Rồi đỏ 40 cái 55 kg. Rồi lên cho em luôn là mã thái 50. Rồi thái cho em luôn 50. Rồi trắng cổ lọ luôn nha chị. Cẩm Nga lên số giùm em luôn. Đặt hàng với chị lên cùng một dòng thời gian giùm em. Một dòng thôi. Ví dụ như mua cái gì đó kèm số họ luôn cho em. Rồi lên cho em luôn thái 50 cái 55 kg. Chút thái 50 kèm số họ. Rồi lên cho em luôn là mã bộ này, đẹp quá không? Trời ơi, bộ Barbie này cân quá. Bộ đang mang trăm nha. Rồi lên cho em luôn là mã bộ 45. Bộ cho em luôn 45. Rồi bộ cho em luôn 45 nha mấy chị, mã bộ 45. Bộ 45 với 57 kg nhá. Bộ 45 với 57 kg. Trời ơi, cái xanh cho em luôn 39. Xanh cho em luôn 39. Đỏ hả chị? Đỏ 40 cho chị Hương Ngô vô. Rồi lên cho em luôn là xanh 39. Xanh 39. Rồi, bộ 45 chị Nhã Phương lên điện số giùm em chị. Rồi ai lấy xanh 39 chút giùm em luôn mã xanh 39. Xanh 39. Rồi ơi cái màu đen này mà 39 là tái ghé thôi. Rồi đen cho em luôn 39 chút giùm em luôn là mã đen 39. Đỏ 40 hết. Rồi qua nha mấy chị tình yêu xinh đẹp của em ơi. Đặt hàng lên luôn số điện thoại giùm em nha. Xanh gì ta? Rồi xanh 39 luôn Ngọc Chị Linh Gá. Đen 39 luôn cho Tú Phân Anh quen. Rồi bộ 45 em hết. Còn mấy chị chú giùm em luôn là mã hoa lụa 37 nha. Rồi hoa cho em luôn 37 ha. Rồi hoa 37 đi mấy chị, chú hoa 37 giùm em. Tiếp qua nè, qua áo hàng bán tốt cho mấy chị luôn nè. Em bé thì nhớ là có một đơn hay sao ấy cơ. Em đừng có tiền cáo màu đen không, có khi nó nhớ lộn không á. Ông em coi lại trong mấy cái bịch thử, bịch dưới đất thử. Rồi tiếp dùm em luôn mấy chị Trung Thái có ha. Trời ơi cái má sọc này đẹp quá mấy chị ơi, cái này bán xốp luôn. Rồi lên cho em luôn là sọc. Sọc 55.000 cây dài nha. Trời ơi sọc bán xốp luôn mấy chị đẹp lắm. Nhã Phương đặt hàng lên số dùm em đi chị Nhã Phương ơi. Hoa 37 luôn cho chị Võ Bích Phương, Bích Phượng Gá nè. Rồi lên cho em luôn là sọc 55.000 với 55 kg nè. Sọc 55 kèm số hộ giùm em. Sọc 55 với 55 kg hả? Nu cho em luôn 55.000 với 55 kg. Nào thì viết luôn. Mấy cái áo này chia sau mình. Cẩm Nga này chưa có số. Cẩm Nga cái áo màu trắng thì lên số đi chị. Cái đó Ngọc Diễm Linh đúng không? Gá 39. Sọc 55 luôn cho chị Thanh Tâm. Sọc 55 hả? Từ từ đây. Rồi còn cái nè. Sọc 55 luôn cho Nguyễn Thị Bích Lệ. Sọc 55 Nguyễn Thị Bích Lệ. Nhã Phương có cái số gì không? Hoa 37 cho chị Miếng Nhỏ. Ủa hoa 37 có người chốt vậy ta? Dục đâu rồi? Bình lại có hoa 37 chốt dài chưa? Mới có bộ hoa ở đây đâu trời.
chưa hết. Bảo sao chị ơi, em chốt hoa chai rồi á. Hết hoa rồi, hết hoa rồi chị Nhím Nhỏ ơi. Sọc hả? Sọc hết thắt, xế sọc luôn. Nu còn cái nữa nha chị Tú Phương Anh 55. Rồi nu 55. Tiếp nè mấy chị. Cẩm Nga em không lấy số luôn á, chị lên lại giùm em đi. Cẩm Nga với là chị gì ta? Chị Giờ Nhã, chị Nhã Phương hả? À. Đó lên số lại giùm em đi mấy chị, ẩn xanh chả thấy ai. Rồi này lên cho em luôn là Dio 55. Dio cho em luôn 55.000 với 55kg ha. Dio cho em luôn 55.000 với 55kg, chút mã Dio. Dio 55. Có không em? Em đang kia ngày mai ghé này đi cho em mới làm không biết đường em kiếm. Điêu đi lấy hàng trước 7 giờ giùm em đi. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị xanh nè. Để đi các bạn lấy đồ trước 7 giờ giùm đi, giờ này vô lấy đồ không biết đường nào mà kiếm luôn á. Đi ô cho Tú Hương Anh khách quen nè. Đỏ 55 là chị Ly Phạm nè, đơn chị Ly Phạm mà chưa ghé luôn người ta. Đơn Ly Phạm đợt trước chị ghé chưa vậy? Chưa ghé thì mai mốt chị giùm em không thì em ship nha, lâu quá trời nha. Còn ghé thì thôi em nhớ nhớ rồi. Đỏ 55 Ly Phạm ghé nè. Đi ô luôn cho chị Thanh Tâm nè, Nhã Phương đây là ok chị lu hết rồi. Rồi đi ô còn cái luôn cho chị Phương Diễm lên số điện thoại giùm em luôn nè, hết đi ô này qua reo nè. Đặt hàng lên số giùm em đi chị ơi. Rồi lên cho em luôn là reo 55. Hôm nay hàng đẹp lắm á chị, cái gì cũng đẹp luôn, em nói thiệt với mấy chị luôn, gì cũng đẹp hết trơn á. Rồi lên cho em luôn là reo 55 Nguyễn Quang thấy nhưng mà không thích comment cái gì hết. Thấy hỏi hỏi cái gì thôi, mà hỏi không biết đường đâu trả lời nha. Đỏ 55 luôn cho Thanh Tâm. Rồi ai đấy reo chút reo giùm em luôn 55. Năm lên số đi chị ơi. Reo 55 luôn cho Ly Phạm ghé. Ghi cái bộ này vô chưa? Nè chưa ghi số vô đây nè. Nhã Phương lên số đi chị ơi. Rồi reo một cái luôn cho Tú Phan Ngâm. Rồi xanh luôn cho Tinh Nguyễn. Tinh Nguyễn lên số giùm em luôn chị. Xanh 55 cho Tinh Nguyễn lên số giùm em luôn ha. Rồi em còn một hồng một xanh nữa là hết luôn. Tay già thì mẫu khác đi bạn ơi. Chứ còn bây giờ bộ đang mang thì chỉ có tay lỡ lỡ như vậy thôi. Rồi em chốt gì chị đúng hơn anh rồi mà. Nhã Phương rồi chị em thấy số rồi. Rồi một cái reo luôn cho chị Phương Diễm. Em cũng chán ghê á, 3-4 cái điện thoại mà nó cứ bị ẩn. Bực mình lắm luôn, đâu biết làm gì đâu, lâu lâu đã bị. Reo một cái luôn cho Phương Diễm nè. Em hết reo rồi em còn hai cái đỏ. Cái này đã đỏ hồng hồng nhá. Rồi ai lấy đỏ chút đỏ giùm em luôn 55. Tinh Nguyễn lấy số, lấy số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi đỏ cho em luôn 55 kèm số điện thoại, Thanh Tâm có rồi. Đặt hàng mấy chị lên cho em luôn một số điện thoại trên một dòng luôn đi với chị, trong cho một mấy đứa nó ghi cho anh nhầm mấy chị ơi, chứ họ tới luôn mất thời gian nữa. Rồi họ tới luôn đôi khi mấy chị lại nhầm nhằn nữa thấy không. Mình đặt cái gì mình đặt mình lên số luôn dòng cho em. Rồi Thái cho em luôn 50 với 55kg ha, chút Thái 50 nè. Rồi bộ Đa Mang Tiểu Thư cho em luôn 100 nha. Ai lấy bộ Đông Mang, chút bộ Đông Mang 100 nha. Chút cho em luôn hồng 100 với 60kg nha. Hồng 55 luôn chị. Hồng 55 với chị Trang Nguyễn lấy số giùm em luôn. Rồi còn một em hồng cuối cùng nha mấy chị. Hàng hôm nay cập bến hơn bị nhiều mẫu luôn á. Vài chục ngàn thôi. Mới nhận hàng rồi ok lắm. Em cảm ơn chị Cherry Bảo nha. Rồi lên cho em luôn đỏ 55 còn áo mấy chị em như qua mẫu nha. Đen 50 Thái luôn cho Thanh Tâm dồn nè. Rồi cái đơn này đây không lấy số đưa đây cho Nhi đi. Cái kìa. Đó áo này của lọ này không lấy số lấy xả ra liền. Mấy chị đặt hàng lấy số liền cho em. Rồi lên cho em luôn là trắng 39 với 55kg nè. Trắng 39 với 55kg giùm em mấy chị. Chú giùm em luôn là mã trắng 39 nha. Trắng 39 Thanh Tâm nãy giờ có đơn nhiều rồi mà. Rồi lên cho em luôn mã trắng 39 mấy chị. Rồi lên cho mấy chị luôn một cái mẫu sơ mi siêu hot luôn nè. Sơ mi này đang làm mưa làm gió làm gọi là áp thấp nhiệt đới luôn á mấy chị. Trang Nguyễn Ly Phạm lên số đi chị ơi. Ly Phạm ghé. Trang Nguyễn lên số giùm em đi chị đẹp ơi nha. Trắng 39 cho Ngô Trúc Ly lên số đi tình yêu ơi. Nhận được hai đơn rồi, hàng đẹp lắm, em cảm ơn chị Lê Lê nha. Rồi lên cho em luôn mã sơ mi hot hết nè. Rồi sơ mi cho em Nhi đi ạ. Sơ mi sơ mi nhá. Ôm ơi mấy chị mấy cái chồng chồng gọn gàng bỏ ra đây chị. Rồi lên cho em luôn là mã sơ mi. Rồi đẹp quá ha. Sơ mi 95 ngàn với 60kg cho mấy chị.
sơ mi cho em luôn 95.000 với 60kg. Đó cái mã đó thì ôm ở đây nè. Đây đây đừng có chắc đi nó đổ thì. Rồi sơ mi cho em luôn 95.000 với 60kg nha. Chết đời quá đi. Sơ mi 95 với 60kg giùm em. Rắn 39 đó là cho Ngô Trúc Ly đó. Có số đó. Ai ghé chút ghé nha mấy chị. Rắn 39 em hết rồi. Lên cho em luôn mã có sale 68. Lên cho em luôn sọc 68 dưới 57kg nha. Vải đẹp lắm. Sọc 68 với 57kg giùm em luôn. Trời ơi có 68.000 cái áo khoác hả đàn bơm đó mấy chị. Rồi sọc 68 dưới 57kg. Rồi tiếp giùm em luôn 68. Trang Nguyễn lên số đi chị ơi. Trang Nguyễn lên lại số giùm em đi chị. Chứ ngày mai thất lạc đơn không có số đâu điện đó chị ơi. Dồn thì em thua á. Cứ có số giùm em đi. Cứ mai có đơn mà em dồn vô nha. Rồi sơ mi luôn cho Hoàng lên 95. Cái mã này sơ mi hot lắm đó chị. Để em lên cái mã quần ngối cho mấy chị phối vô luôn. Rồi lên cho em luôn mã xám nè. Rồi xám cho em luôn nha mấy chị ha. Xám 68 với 57kg nè. Ở khóa không có hàng bán đâu mấy chị ơi. Thiệt luôn á. Rồi sọc 68 luôn cho Hạnh Nguyễn nè. Đó cứ lên số cho em là ok mấy bạn nha. Cứ là ngày mai em soạn đơn là có đơn á. Là em tự em bỏ đơn em vô. Chứ mất công ai không có số là không số được. Rồi sơ mi 95 luôn cho chị Bảo Nghệ lên số giùm em đi chị ơi. Bảo Nghệ lên số luôn bỏ một gái nè. Xám 68 em chốt luôn nha chị. Hạnh Nguyễn có đơn rồi nè. Rồi hai bộ đăng mặt rồi chị. Ok chị đẹp nha. Bộ đăng mang là hàng lụa tiểu thư nha. Có 100.000 một bộ thôi. Rồi hai bộ hồng này luôn cho chị Gia Hân nè. Hai bộ hồng này mỗi bộ 100 cho chị Gia Hân nè. Rồi tiếp giùm em luôn mã trắng này cho em luôn mấy chị 39. Rồi trắng cho em luôn 39 với 55kg ha. Trắng 39 với 55. Rẻ quá à. Em có thiệt luôn. Sơ mi một màu chị. Sơ mi hồng một màu. Rồi tiếp giùm em luôn gạch 68 với 55, 57kg chứ. Gạch 68 với 57kg nè. Rồi lên cho em luôn là gạch nha. Gạch 68 với 57kg. Đẹp chưa? Đẹp mê luôn á. Trời ơi. Lên cho em luôn mấy chị ơi. Cái mã set này đi còn set nha. Set hôm qua chiều chị tối hôm qua em có mang đó. Nè một cái zoom nha mấy chị. Một cái zoom đùa giùm em nha. Kèm một cái áo vest em sợ cho mấy chị luôn 90 nè. Có một set thôi. Rồi lên cho em luôn là set 90 với 55kg nha. Gạch 68 luôn cho Tiểu Quỳnh nè. Rồi lên cho em luôn mã set 90. Rồi set cho em luôn 90 mấy chị. Mã set 90 giùm em. Bấm nút nguồn lên Nhi luôn. Nút nguồn đầu tiên nè. Rồi tiếp cái nữa. Tiếp. Rồi màu trắng là dừng lại. Rồi trắng trắng sáng bật tiếp đi. Rồi ok rồi. Rồi lên cho em luôn là set 90. Set cho em luôn 90 nha chị. Cái set hôm qua em mang đó. Này hàng đông một rồi không được nè. Trắng 39 Hương Ngô có đơn rồi nè. Set đi mấy chị. Tiểu thư 79 hồi chưa rồi. Đợi xíu em like, cho. Giờ em thì không biết cái đường nè. Rồi lên cho em luôn sơ mi. Sơ mi cho em luôn 95.000 với 60kg ha. Sơ mi cho em luôn 95.000 với 60kg với mã sơ mi. Đợi em thế rồi. Nhớ cái bộ tiểu thư hôm qua bộ đùi mà Nhi bán 79.000 không? Có hai bên cái túi một quần đùi nha. Ừ xanh đỏ vàng vậy đó. Ra còn cục này chị đã nhìn. Set 90 cho chị Nguyễn Minh Kiều Gá nè. Còn một cục lễ lôi đâu ngoài đó thôi. Anh nhìn là thấy rồi. Rồi ok luôn. Đi bài. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị. Rồi cái mã đầm hồng này cho em luôn còn cái em xả 40 nha. Trời mà Nhi mới bán đồ rẻ mà đẹp lắm luôn thật sự luôn á. Em để bán em lời số lượng thôi mấy chị. Còn mà kêu mà lời từng cái em nói chị mấy ngàn cả thôi. Rồi lên cho em luôn là đầm 40 nha mấy chị dưới 60kg nè. Đẹp chưa còn cái đầm bơm á. Đầm 40 cho em luôn dưới 60kg nha. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn là thể thao 45.000 với 55kg nè. Dạ rồi ngày mai em gọi điện lại cho chị. Rồi cái này chuốt giùm em luôn nhanh tay nè. Đồng hồng cho Vi Trương nè 40 gá nè. Rồi thể thao cho em luôn 45.000 với 55kg ha. Chuốt thể thao. Thể thao cho em luôn 45.000 với 55kg nha chị. Thể thao 45. Rồi áo tim này cho em luôn mấy chị 40. Đen 40 với 55kg nha. Đen 40 với 55kg mấy chị. Áo gara cổ tim. Đen 40 với 55kg mấy chị. Chốt đen 40. Đen 40 với 55kg mấy chị ơi. Rồi lên cho em Nhi luôn một mã đầm 35. Thể thao cho Lê Trinh ghé. Rồi lên cho em luôn mã đầm 35. Đầm cho em luôn 35.000. Chốt đầm 35. Đầm 35 đầm ngủ nha.
đầm 35 dưới 55 kg mấy chị, đặt hàng lên số luôn giùm em. Đem 40 Nguyễn thì rất lễ có đơn rồi. Rồi tiếp giùm em luôn là mã đen 39 rút ra hai bên nè. Rồi đen cho em luôn 39, đặt hàng lên số mấy chút đơn được nha. Đen 39 với 55 kg, chút mã đen 39. Đen 39 với 55 kg, đầm 35 cho chị, đơn cô lên số đó chị. Rồi tiếp giùm em luôn, đen 39 con trăng trăng lên số đấy bạn ơi. Nguyễn Y Chung bên em gọi mà kêu là không phải chị gì đó chị ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã Thái 60. Rồi Thái cho em luôn 60 nha mấy chị, với 57 kg nha, áo vông rộng nha và một quần thể thao nhé. Rồi lên cho em luôn là mã Thái, Thái 60 nha mấy tình yêu xinh đẹp. Rồi Thái cho em luôn 60 đi mấy chị, dưới 60 kg nha. Trăng trăng lên số đi chị ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, quần CM, lên số điện thoại giùm đi trăng trăng ơi. Rồi lên cho em luôn là quần CM, còn đơn thì dồn đơn, mà không còn đơn là chốt là đơn mới nha. Thái 60 luôn nha chị Hạnh Nguyễn, lên số giùm em đi chị. Thái 60 Hạnh Nguyễn, mấy chị cứ dồn đơn, mấy chị cũng có lên số giùm em. Mai còn đơn là em sẽ gọt vô, mà hết đơn á là em đi đơn mới nha mấy chị nha. Rồi lên cho em luôn là quần M 60, quần kaki ống rộng M 60 Nguyễn. Quần M cho em luôn 60 nha Thanh Trang, thấy chị có một cái nè, đâu chốt được đâu. Rồi lên cho em luôn là quần 59.000 kaki nhung, dưới 56 kg có túi. Chốt giùm em luôn là quần 59. Hạnh Nguyễn lên số giúp em chị ơi. Quần 59 hàng kaki nhung có túi với 56 kg, quần 59. Kaki ống rộng này cho em luôn 60. Quần M 60 kaki ống rộng. Quần M cho em luôn 60. Rồi một áo đỏ này cho em luôn 39 với 55 kg luôn mấy chị ơi. Đẹp hoa Noel đi bài. Rồi quần 59 luôn nha chị, đơn cô. Rồi cái này chốt cho em luôn là đỏ 39, đẹp quá, áo này 39 nè em ơi. Quần 59 nó ngồi kia như còn ri á, nhưng sách ra cho chị Nhi luôn bớt. Cái quần kaki nhung á, nhìn ra đâu trong cái kệ đây nè. Đó, ở ngoài nó mà trong sách cái kệ á. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi, Latin nha. Ơ trước xíu nữa. Trước á, cái trước á. Rồi đỏ 39 luôn, Phương Diễn có đơn nè, có cột thôi, có một cột thôi, nhìn ta kinh nhung biết liền mà. Rồi lên cho em luôn là mã đen 60, đen cho em luôn 60, hãy lấy đen chút đen giùm em nha. Rồi đen cho em luôn 60 nha mấy chị ơi, đẹp chưa. Đen cho em luôn 60, cái này là hàng lụa Latin nha, đen 60, đen 60. Cái quần của nó là có một kem màu đồ á, một kem màu bò đó, không phải đâu. Trăng trăng cho em xin lại số điện thoại đi chị ơi. Đỏ 39 em hết rồi. Cái quần của nó là có một kem màu bò á, ta kim nhung á. Rồi y bài tiếp nè. Chốt đen cho ai nữa nè. Hồi nãy là tới ai rồi ta? Rồi quần 59 luôn cho Mỹ Chi lên số đi bà ơi. Quần 59 cho Mỹ Chi nè. Ai lấy quần nữa không mấy chị? Em còn cái quần nè. Rồi em còn một quần 59 thì nào lấy chốt nha, dưới 60 kg, dưới 56 kg nè. Lên cho em luôn là đen 59. À cho chị Nguyễn Minh Kiều đúng không? Em có comment nó bị bay comment kia đi. Nguyễn Minh Kiều đi, Nguyễn Minh Kiều đang 59. Rồi bộ hồng này cho em luôn 35 mấy chị, hồng 35. Hồng cho em luôn 35 với 55 kg mấy chị ha, bộ tầng nè. Rồi hồng cho em luôn 35.000 với 55 kg với thương chơi, chút mã hồng 35 nha. Rồi hồng cho em luôn 35, lụa mặt nhà dây ngủ ơi gì cũng được mấy chị. Dễ chịu ha. Rồi mã này chút cho em luôn là nu Gucci 39. Nu cho em luôn 39 với 55 kg, chút mã nu 39 cho em nha. Nu cái này 3D mặt nhà mấy chị ơi, nó mát bấy bậy luôn. Rồi nu 39 với 55. Nguyễn Minh Kiều lên số đi. Nu 39 với 55. Rồi tiếp giùm em luôn xanh 39 với 55. Xanh 39 với 55. Xanh 39 với 55, mấy cái xanh thuốc xanh giùm em hôm qua kia gì nghe gọi chân chân rồi, mình như sai số anh gì đó.
Rồi xanh cho em luôn 39, rút xanh 39 cho em luôn ha. Cái này ba đen mặt nhà nha, nó mát lắm mấy chị. Rồi tiếp cho em luôn là vàng 39 cái 55 kg nè. Rồi vàng cho em luôn 39 cái 55 kg ha. Chú giùm em luôn là mã vàng 39. Vàng 39. Mát rồng ruộng cái bộ này luôn á mấy chị ơi. Cực kỳ mát mã này luôn nha. Ai lấy nhanh tay chú giùm em luôn qua siêu phẩm đây mấy chị. Hồng 35 cho định ý, có số nào là ok nè. Một là sai số không là không nghe máy ấy chị, chứ còn đơn bên em thì trên hai cái là phải chốt đơn hết á. Có khi là một là bên em lỡ mà ghi sai số, còn không thì mấy chị cho sai số vậy đó. Không á thì gọi không nghe máy. Khổ vậy. Rồi nâu xanh vàng 39 cho chị Xuân Nguyễn nè. Nâu xanh vàng 3 bộ luôn cho Xuân Nguyễn này, lên lại số cho em đi chị xinh đẹp Xuân Nguyễn ơi. Hồi sáng nhận hàng ok không chị đẹp? Rồi em còn một cái gì đây? Em còn một cái nu 39 này chị Trình Yến có lấy chốt nha, nu 39 cho Nguyễn Thanh luôn, gái là hết nè. Rồi qua nha mấy chị đẹp ơi, sơ mi em và sau chốt cho em nè. Sơ mi cho em luôn 95.000 với 60kg nha. Sơ mi caro cho em luôn 95 với 60kg. Sơ mi 95 với 60kg, nu cho Nguyễn Thanh ghé nha. Rồi tiếp cho em Nhi luôn mã tiểu thư với chị tiểu thư lụa nha, dễ thương lắm. Tiểu thư này cho em luôn 79.000 thôi mà tuyệt vời luôn. Phải đẹp đúng không? Cảm ơn chị nha. Rồi lên cho em luôn mã này đi mấy chị, tuyệt vời quá. Xuân Nguyễn hai số đi chị ơi. Rồi khẩu trang y tế em còn màu trắng với màu xám nha. Trời ơi tiểu thư rồi mấy chị có túi phía trước nè. Trời ơi em nói có 79.000 thôi, lụa đẹp luôn. Rồi chốt giùm em luôn là mã vàng ha, vàng 79 thôi. Không đẹp em như không có tiền cái mã này luôn á. Cho chị xem là quần đùi mới vô hả chị? Quần đùi gì đó? Quần đùi 59 hả? Rồi lên cho em luôn là độ 79 nè. Vừa dễ thương mà vừa mát nữa mấy chị. Rồi lên cho em luôn là đậu ha. Đậu cho em đi mấy chị ơi. Đậu. Đậu cho em luôn 79. Dạ mai chú đi chị ơi. Bữa nay mấy đứa làm kịp đơn luôn á. Giờ còn đầy ấp đơn luôn. Rồi lên cho em luôn ha. Gì ta. Vàng 79, xanh 79 nha. Đậu 79 luôn nha chị, bảo vệ ghé nè. Đơn đây thiệt mấy chị là quá tải thiệt. Rồi khẩu trang 3D giùm em luôn 50 một hộp 50 cái 39 nha. Rồi ai lấy màu đen chút giùm em luôn là đen 39 nha mấy chị đẹp ơi. Đen 39. Xin Nguyễn lên số đi chị ơi. Rồi lên cho em luôn là đen nha, tuyệt vời quá. Đen 79, chốt mã đen 79. Trời ơi bên em gọi quà cho chị mấy ngày luôn á chị mà chị không nghe máy gì hết, em thua luôn á chị Phương Nguyễn ơi. Thiệt luôn á. Em dùng cho chị là 2 ngày rồi. Vàng 79 em Phương Nguyễn nha. Tiểu thư quần dài bộ đang mang được không chị? Bộ đang mang 100. Bộ đang mang 100 nha mấy chị ha, quần dài nha. Chốt giùm em luôn là hồng 100 nha. Rồi đỏ này cho em luôn 79 chút mã đỏ 79 nè. Đỏ cho em luôn 79 với 57kg ha. Chốt giùm em luôn là mã đỏ 79 nè. Đỏ 79. Rồi đỏ 79 luôn cho chị Trịnh Yến nè. Không chị Phương Nguyễn chị nhắn vô phân bay cho em đi. Em chốt bi qua phân bay rồi cộng 100.000 đi đơn nha. Cho nó nhanh với em gọi mấy chị có nghe máy đâu. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, vàng ai lấy vàng chút vàng 79 nè. Vàng cho em luôn 79 không 100 mấy chị nhỏ nhỏ lấy số nợ giùm em mấy chị đẹp. Bộ đông ai 100 nha, đẹp lắm, lụa đẹp. Rồi đen luôn cho anh Thúy 79 ok tình yêu gái nè. Vàng trắng nha lô cũ không mấy chị. Bộ này xinh lắm thật sự luôn á. Nó dễ thương lắm mấy chị. Rồi ai lấy vàng 79 không vàng 79 giùm em để đi qua mẫu nha. Màu vàng 79 nè, màu đỏ 79 nè. Màu xanh đậu cho em luôn 79 ok chưa? Đó, đẹp quá trời đẹp luôn á. Thích kiểu giống chị đăng like hả? Bộ đăng mang chị lấy không? Cột lại xin đi luôn. Chắc đây nó gọn nha. Rồi chốt cho em luôn bộ đăng mang 100. Trời ơi nó yêu lắm, em cho mấy chị coi cái con áo phía sau nè. Bộ đăng mang 100 nha, phía sau này mấy chị cưng lắm nè. Đó, dễ thương chưa? Phía sau này mấy chị. Bộ Nhi đăng mang là hồng 100 nha, rất chi là đẹp luôn, lụa đẹp luôn á. À đấy bộ đông mang thì chốt giùm em luôn là hồng 100. Tuyệt vời luôn á mấy chị. Rồi quần màu bò này kaki nhung cao cấp giùm em nè. Có đồ ngủ 2 giây không mà chị, ý là bộ đông mang có một màu. Khẩu trang 3D 39 hả, lấy 2 hộp nha chị. Chân chân ghi vô giấy. Gặp ngang cái tờ đó qua hay là gì đây. Rồi chân chân 2 hộp có chân 3D. Vàng 79 cho Võ Liễu em ơi. Vàng 79 cho chị Nguyễn Ngọc quen luôn. Bộ đông mang 100 cho chị Du Di Hà lên số đi chị 100.
xanh đầu 79 luôn nha chị, da hăng có đơn luôn. Ok chưa? Em rút ra một lần đi, thế là em ghi luôn, khỏi bị xấu chút xíu nữa nên nhảy mắt. Rồi chị Vui Hà lấy số giùm em nha. Chị Đào Võ ơi, chị đang hỏi bộ nào ạ? Dạ, bộ đang mang á là 100.000 hàng lụa, tiểu thư đẹp, dễ thương nha, dưới 60kg giùm em. Xanh đậu, Trần Yến hồi nãy chốt rồi mà đúng không? Trần Yến xanh đậu em chốt rồi mà. Rồi hồng 100 em chốt, chị Hồ Thủy Giá. Dạ, hăng có đơn. Trần Yến chưa có hết xanh rồi còn đâu nữa. Hết xanh rồi Trần Yến ơi, không có xanh đâu nha. Ra bóc cho em một cái ri hồng này luôn đi. Hồng đấy kìa, nhìn một phát là biết ngay, một cục hồng bự cho bá. Rồi ghi chú đi. Hồng 100 đẹp lắm, chút liền đi mấy chị. Bộ đang mang hồng 100 với 60kg nha. Chị Trịnh Yến ơi, hết màu xanh 79 rồi. Em còn đỏ 79 với lại đen 79 thôi. Rồi hồng 100 mẹ em chốt nha, đây bộ đang mang đẹp lắm. Hồng 100 với Trịnh Yến đang ghi lại số thì cũng được. Rồi hồng 100 luôn cho chị Trần Bình nè. Chốt đơn hai cái đi đơn nha mấy chị. Hồng rẻ đó mấy chị, dễ mua lắm, hàng chất lượng luôn thật sự. Tiểu thư hả? Tiểu thư một đỏ với chị Hồng Phúc trước nha. Tiểu thư em còn đỏ với đen thôi 79. Lấy bộ đang mặc luôn, ok chị. Giờ Hini anh ghé nè. Vàng 79 em hết vàng rồi. Bộ đang mang này hàng free size mà mấy chị. Vitamai thì free size dễ mang mà. Em Nhi có 48kg thôi đó. Em Nhi có 48kg thôi mấy chị, cứ yên tâm đi. Dạng Vitamai là hàng free size, ai cũng có thể mang được ha. Nên là em Nhi chỉ có 48kg đây thôi, là mấy chị này yên tâm. Chốt giùm em luôn là hồng 100 đang mang nha. 40-60kg mấy chị mang được. Đó, quần dài nha mấy chị. Chốt hồng cho em luôn 100 nhá. Em Nhi có 48kg thôi à. Rồi sơ mi cho em luôn 95-60kg nha. Võ Liễu ghé em. Sơ mi 95-60kg nha. Ai lấy sơ mi, chút sơ mi. Đó, bộ đang mang chút giùm em mã hồng 100 nha. Quần riêng chính tắc, lưng thun không có rồi. Hồng 100 Trịnh Yến nãy như chốt rồi đó. Rồi đang cho em luôn là bò 59.000. Cái này quần ca tiên dung hàng mới sốt nha mấy chị. Rồi đang cho em luôn mã bò ha. Hồng 100 thì Nhiệt Minh Đô ghé khách quen, ok tình yêu nha. Bộ em đang mang 100 nó đẹp lắm. Mấy chị nhìn cái khô máu phía sau là mấy chị mê luôn á. Bộ này em Nhi dứt em Nhi mang luôn á. Nó dễ thương lắm mấy chị. Cái này mà người yêu người ơi đi vô nhà em rồi ơi, nhìn em mang bộ này mà phát là yêu ngay. Đó phía sau cái áo này đẹp chưa. Rồi đang cho em luôn hồng 100 nha. Nguyễn Ngọc lấy số đi chị ơi. Khách quen luôn em. Rồi quần bò này cho em luôn 59.000. Quần bò 59.000. Quần bò cho em luôn 59.000 nha mấy chị ơi, 40-56kg nha. Quần bò kaki nhung hai bên có túi. Hini anh ghi chưa? Hini anh gì chưa? Hini anh ghé ghi chưa? Có riêng ôm chính tắc không? Dạ không có riêng chính tắc đâu chị. Riêng cái chính tắc em Hini không bao giờ bán được luôn mọi người. Quần đùi rồi quần dài chứ còn mà riêng chính tắc em Hini không bán được luôn, không biết sao luôn á. Rồi chốt giùm em luôn là kem 59. Kem 59 mấy chị, hàng kaki nhung có túi nha. Cái này đây cao có dạng ống rộng rộng á. Kem 59 với 60kg, dưới 56kg ha. Để em một bộ chủ nhật chị qua lấy. Thu Mai chị lấy bộ gì vậy? Hồng đang mang 100 luôn cho chị Nguyễn Ngọc quen nè. Chị Thu Mai lấy gì chị? Rồi lại mắc nữa rồi. Rồi bò luôn Trần Bình đúng không? Quần bò đúng không? Trời ơi quần bò này đẹp lắm chị ơi. Rồi quần bò luôn 59 chị Trần Bình có đơn. Rồi như đẹp em cảm ơn chị Nguyễn Thảo nha. Hồng 100 luôn nha chị Nguyễn Như. Ai lấy bộ đang mang chút hồng 100. Ôi dồi ôi đẹp lắm bộ. Bộ đang mang 100 em nói mấy chị là quá đẹp luôn. Bò 42k là gì vậy chị? Cái này là bò 59 nha. Bò 59 giùm em luôn, 40-56kg hàng kaki nhung. Có túi đấy cao. Rồi kem cho em luôn là 59, 40-60kg nha. Rồi ai lấy quần chú theo quần cho em đi ạ. Rất chi là đẹp ha, xịn mịn luôn. Rồi quần kem đi chị Thanh Dung Nguyễn ghé lấy, ok chị nhá. Rồi nãy Trần Bình là một quần màu bò, rồi bây giờ thêm một kem đúng không? Lấy chị bộ xanh đậu 79 với đỏ thì chị, bây giờ bộ 79 em chỉ còn màu đỏ với màu đen thôi. Bộ tiểu thư 79 em chỉ còn màu đỏ với màu đen thôi, ok chưa? Rồi ai lấy quần chút thêm nha. Chút bò 59 và kem 59 cho em mấy chị nhá. Rồi quần ốc suông là bó tay không có nữa các bạn. Rồi tiếp cho em nè. Rồi em xô lại cái bộ đỏ này 59 cho mấy chị coi nè. Á, đỏ này 79 chứ. Rồi lên cho em luôn là đỏ 79 nha mấy chị. Hồng 100 cho Thanh Văn Mai nè. Chị Thu Mai lấy bộ gì chị đẹp ơi? Bộ đang mang một màu thôi chị mà nó đẹp mắt ngay. Đấy.
Rồi đem cho em luôn là đỏ 79 nha. Đỏ cho em luôn 79 đi mấy chị đẹp lắm. Đem 79 cho Lê Hiền Gái nè. Không được, giờ là không được đâu. Để sót vô cái nút tăng cái này. Đó, giờ em hợp lý được. Nó căng cái dây rồi, dục nó cũng xé thôi. Rồi ai lấy đỏ 79 thì chốt mấy chị này đỏ đô mà. Rồi, một kem một bò luôn em chốt cái chị Thanh Trang. Ok, baby Thanh Trang hai quần nè, trời ơi quần gần hết rồi. Giống của em đang bảo ok chị nha. Rồi Thu Mai nè, hồng 100 nè. Ghé nha. Rồi bộ đang mang nè, hồng hồng 100 cho chân bích khách của em nè. Em dồn đơn cho chị là sao chị? Chị chốt đi rồi sáng mai bên em gọi điện chốt đơn nha, chứ không dồn nha chị. Tình yêu xinh đẹp ơi, hàng bên em một ngày ngay là like hai bao cử, ngặt nhà ngọc lối mấy chị. Đây là like đơn nào là có người ngồi chốt đơn liền cho mấy chị, không dồn được nha. Sáng mai chốt liền nha. Đỏ với chính cho chị bỏ liễu. Rồi một bộ đang mang luôn cho chị, đi băng lên số đi chị ơi, bộ đang mang tuyệt vời lắm. Rồi lấy đỏ với chính, lúc đỏ với chính nhưng em còn bộ đỏ với chính nè. Đỏ cho em luôn 79 nha mấy chị ơi, dưới 57kg nha, tiểu thư nha. Rồi còn bộ đen cuối cùng nữa là hết luôn nè. Rồi ai lấy đen 79, chút đen 79 giùm em luôn, còn hai bộ là hết luôn nha mấy chị. Tiểu thư nha, phía trước hai bên có túi hả? Rồi lấy cho chị một bộ đỏ 79 đúng không? Đỏ 79 luôn cho chị, đào bỏ lên số đi chị. Rồi còn một bộ đen 79 là hết luôn. Dạ rồi, rồi Ngọc Thị lựa đi em ơi. Rồi này chút giùm em luôn, cao KCM nha, đáy cao, ống rộng. Kaki M cho em luôn 60 nè. Kaki M cho em luôn 60 tiếp tục nè. À cái bộ đang mang nữa thì chốt nha mấy chị. Đã vỡ lên số đi chị ơi. Rồi em nghi lên một mã siêu phẩm là mấy chị mới chốt liền nha. Này em khóc 1 ly 1 thôi á mấy chị. Chán gì đâu chẳng muốn nói. Dạ bên em gọi chốt đơn rồi là đi rồi nha chị đẹp. Cứ nhân viên gọi điện chốt rồi là đi rồi, mà chưa chốt là chưa đi nha mấy chị ha. Lưu ý giùm em cái đó đi. Chứ còn bây giờ mà hỏi là đơn chị đi chưa là em nói thiệt với chị không biết đâu. Em không biết gì về đơn hết á. Em chỉ có việc like thôi. Nghiệp. Còn đơn với nó là không biết đâu. Cứ ai gọi rồi là chốt rồi, đi rồi. Còn ai chưa chốt là chưa đi nha mấy chị. Cái đừng có hỏi em đơn đi chưa thì không biết luôn á. Đỏ bé chín không hết rồi, còn một đen bé chín thôi. Rồi ôi cái gối sơ mi này mà giờ em bán có 95 ngàn, tin không? Cũng không phải. Cái này là set sơ mi nha mấy chị, 95 ngàn. Nè, dễ thương chưa? Một áo sơ mi phông rộng với một cái quần nha. Chút giùm em luôn trắng 95 với 60kg. Ôi dồi ôi, bộ này đẹp quá. Đóng thùng cũng được, thả thùng cũng được, viết luôn. Bữa nay vẫn chỉ mà nè, sơ mi với quần là hơi bị hot nha. Rồi trắng cho em luôn 95 với chị ơi, dưới 60kg đẹp quá. Con gấu theo nè, trời ơi là trời. Rồi trắng 95 nè, em chốt với chị Tú Phân Anh quen nè, bộ này đẹp quá. Chị chốt cho em áo nỉ nu 95 nha. Áo nỉ nu 95 thì đi nu chị cái này. Áo nu. Rồi cái này đúng không? Nu 95 này đúng không em? Đúng thì ok giùm chị cái nha em. Nu 95 này đúng không? Đúng thì comment là nu 95 giùm nghe nha. Rồi, tiếp nha. Tết Tết này chỉ có hai màu thôi là trắng 95 và nu 95. Đào vỏ ghé luôn, ghé đấy sớm giùm em tí nha. Ồ cái set này xinh quá à. Rồi, cái này luôn nè cho Ngọc Thủy nè. Thì chị dồn vô. Rồi trắng 95 này chị Trịnh Yến đúng không? Chị lấy trắng hay là đây là nu? Đó, bây giờ em đem một nu cho mấy chị là nu 95 và trắng 95 cho em nha. Ôi trời ơi, bộ này đẹp quá, có ri hả? Ai chốt thì có trước đó mấy chị, không lấy hàng. Rồi chốt trắng giùm em nu 95 và nu 95. Trời cái này mà mang túi sách một bên, mang đâu về bà ta nữa là viết luôn. Đẹp quá. Nu 95 luôn cho Ngọc Thủy. Nu 95 Ngọc Thủy. Rồi trắng 95 luôn cho Trịnh Yến, đẹp quá à. Bộ đang mang 100 nha. Rồi chị nào lấy cho chú mấy chị ơi. Cái này thì chỉ là sơ mi giấu quần rồi mang cái này vô thôi chị. Nó dễ hình dung mà, có gì đâu. Rồi nu cho em luôn 95 này có ri à. Ngọc Thủy lấy số đi chị ơi. Dồn em. Rồi nu 95 nha. Đó, trắng 95 cho em nè. Đó, còn có 3-4 bộ thôi, mặc cái gì đâu. Còn 3-4 bộ, rồi qua nha. Rồi bà đặt chắc chắn một lần nha bà ơi, mới dụt ra dụt vô được đâu nha. Trắng 95 luôn nha Dương Trang Kiều hả? Rồi còn trắng 95 luôn nè, Dương Trang Kiều là hết nè. Hết trắng rồi. Rồi em còn màu nâu. Ờ trắng còn bộ nè. Trắng còn bộ Chiến Lê nè. Rồi em qua cho mấy chị luôn là màu nâu. Bộ này ai lấy nâu, chút nâu giùm em nè. Rồi nâu em như có hai bộ nha, nâu 95 nha. Rồi nâu cho em luôn 95 đó chị, dưới 60kg ha. Nâu 95 từ 40 đến 60kg giùm em luôn, đóng thùng cũng được, thả thùng cũng được nè.
Rồi lên cho em luôn là nâu 95, 40 đến 60 kg ha. Ngọc Thủy có số ghi lại luôn đây càng tốt. Rồi tiếp cho em nghe là một siêu phẩm nè. Một siêu phẩm gọi là gì ta? Loan cánh dơi mấy chị, lụa đẹp. Trời ơi. Rồi mã này còn vài bộ em nghe xả cho mấy chị luôn 99.000 nha. Rồi mặc cái bộ này lên hơi bị sang luôn á. Rồi chốt giùm em luôn là đang 99 mấy chị dưới 60 kg nè. Trời ơi, bộ loan này nhìn sang chưa? Rồi đen cho em luôn là đen 99.000 với 60 kg, đẹp quá. Lụa cánh dơi không nhăn không sù không sệ giùm em nha mọi người. Hả? Nãy em cùng bên là 95 áo khoác chứ không phải là sơ minu hả? Trời ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn là đen 90, đen 99. Đen 99 với 60 kg. Cái này bộ này mặc lên sang lắm. Cực sang luôn. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn là hồng 99.000 với 60 kg nè. Rồi hồng cho em luôn 99. Trắng kìa, trắng kìa. Trắng nuôi nãy ghi rồi mà. Đổi cho Ngọc Thùy đi. Là sao? Ý là Ngọc Thùy đổi không phải đúng không? Ý là nãy dục ra Phước Nô ghi qua rồi thấy. Ngọc Thùy thế nào? Dục ở bên kia. Ở đó ghi Dương Trang Kiều lại số thì số ghi lộn rồi kìa. Rồi bộ đỏ này cho em luôn mấy chị, hồng đỏ gì cũng được nè, 99 nè. Hồng cho em luôn 99.000 với 60 kg ha, chốt hồng 99 giùm em, đẹp quá trời đẹp luôn. Hồng 99 nha mấy chị ơi. Hồng 99 đang 99 nha. Rồi lên cho em luôn là vàng 99 nè. Màu kem 99 nè. Đó. Với lại màu xanh cho em luôn 99 nha. Ai lấy bộ cánh dơ lụa này chốt giùm em luôn 99 nha. Rồi lại xong. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị qua qua cái gì ta? Giờ qua cái gì đây? Rồi tiếp tục cho em đi luôn. Xe like trong tay giùm em mấy chị ơi. Nãy giờ ai mà chưa xe like giùm em nha. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, set xả 55.000. Hồng kem 99 cho Trịnh Yến. Hả, hai bộ đó luôn, hồng kem 99 cho Trịnh Yến luôn. Ôi bộ này lụa đẹp lắm. Đơn cho 500 cộng 100 đi đơn nha mấy chị, đơn 1 triệu được cộng 200 nha. Rồi tiếp giùm em luôn là nu nè, set nu, đang cho em luôn set 55.000 đi cùng giá váy. Có một set duy nhất cho chị nào nhanh tay. Rồi nu cho em luôn 55.000. Đẹp chưa? Trời ơi, set này mà bán xả 55.000 rẻ bèo. Mặc đi Noel đi bài luôn ha, trang váy quần trong. Rồi set cho em luôn 55.000 với 55 kg mấy chị. Set 55.000 rưỡi 55 kg. Rồi lên cho em luôn là ngố này, ngố tay dài giùm em luôn, quần body 65. Lên cho em luôn là ngố 65 nha mấy chị, dưới 55 kg nè. Đẹp chưa? Rồi lên cho em luôn là ngố 65. Nu cười Nguyễn gì lại bà ơi. Xếp 55 luôn cho chị Trần Tường. Nu gì ta? Nu bao nhiêu tiền chị ơi, đừng cùng bên nu không. Nu bao nhiêu tiền mà kèm số thoại cho em. Rồi lên cho em luôn là ngố 65. Ngố cho em luôn 65, chốt mã ngố 65 nha. Rồi đầm Latin em xả 50 nè. Chốt giùm em luôn là đầm trắng 50. Rồi đầm trắng cho em luôn 50 nha mấy chị ha. Đầm Latin, đầm ngủ. Đầm trắng cho em luôn 50 với 60 kg nha. Đẹp chưa? Rồi lên cho em luôn là đầm 50 với 60 kg. Nô hết rồi mấy chị, xe quá bộ à. Rồi lên tiếp giùm em luôn mấy chị, ngố 65 mấy chị Trần Tường. Đó, hàng này đặt đơn bộ đi ra này, giờ em phải ngồi em xả ra lại nè. Rồi lên cho em luôn là gạch mấy chị, gạch 68.000 với 55 kg nha. Áo thun sọc to chưa like hết rồi còn đâu. Hàng like qua rồi không còn hàng đâu. Rồi gạch cho em luôn 68.000 với 55 kg nha. Gạch 68 với 55 kg nha, cái gạch chút gạch nè. Gạch 68 với 55 kg. Hồi chưa không đủ like mà. Gạch 68 mấy chị nhỏ nhỏ có đơn nè. Rồi lên cho em luôn mã gấm nha mấy chị, gấm lẫn em xả luôn 85.000 nha. Ra bóc cho chị ri ống phát sạch luôn. Nó ri mà lộn xộn quá nha. Cặp mà nó nhìn thấy liền. Rồi lên cho em luôn là gấm mấy chị 85.000 với 57 kg nha. Gấm 85 với 57. Gấm nha. Hồng 99 em chốt cho chị Vân Trần. Hồng đây nè, hồng loan đây nè. Hồng 99 cho chị Vân này lên số đi chị ơi. Đầm 50 cho chị Thúy Phạm lên số giùm em chị đẹp.
gắm luôn cho chị Huỳnh Huyền ghé 85. Cái nào xả xả lên vân bán rẻ đó, cho mấy chị chốt cái nhanh cho nó gọn gàng luôn, cái hàng mà lung tung thì em quả lắm. Rồi lên cho em luôn xanh đen 68. Xanh đen cho em luôn 68 với 55kg nha. Xanh đen 68 với 55kg, trời ơi, chắc nó không bê, học đẹp thôi cái tiền luôn. Hàng theo da chết xịn. Rồi lên cho em luôn là xanh đen 68. Bán theo khóa 68.000 cho nó xả cho mấy chị đó. Rồi tiếp dùm em luôn phí phạm về cái số vô được chụp qua gá. Rồi này chút dùm em luôn là đậu 68. Đậu cho em luôn 68. Rồi trầm tường xanh đen 68. Rồi qua cho em luôn đậu 68 nha, đậu quá đẹp luôn. Đậu 68. Áo để có nắng đợi xíu la luôn cho chị ơi. Bưng vô đây rồi nè, mình chưa la nè, mới luôn á, mới về nữa. Văn sư Văn lên số đi chị ơi. Đậu 68 luôn cho chị, nhỏ nhỏ có đơn. Rồi lên cho em luôn là vàng 68, đẹp quá à. Vàng cho em luôn 68 với 55kg cho mấy chị nha, sọc hiếm hoi luôn. Vàng 68 có đơn rồi nha. Vàng 68 nhắm đỏ hết luôn chị ơi. Vàng 68, trong vàng 68 giùm em, trời ơi cái mã sọc trắng này. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, sọc trắng 68 đẹp chưa. Sọc trắng cho em luôn 68, lệ quân bộ hồng gì vậy chị ơi, hồng gì, hồng bao nhiêu tiền nha. Rồi đậu con cái luôn nè, cho chị Trịnh Yến nè, ở ngoài kia còn riêng nữa phải không. Ủa có sọc sọc thì còn riêng nữa, mình ra nhìn đi mình. Rồi lên cho em luôn là sọc trắng 69 đẹp quá, à 68, sọc vàng cho em luôn 68. Vang xe ra vang gì đó ghé khổ ghê. Đậu hết đậu rồi, không còn đậu đâu bà ơi. Hết đậu rồi. À bộ đang mang 100, hồng 100 chị Lệ Quân quen. Trời ơi cái này mà chốt cho em luôn là mã sọc đẹp. Vàng 68 luôn cho Hoàng Lanh lên số giùm em đi chị xinh đẹp ơi. Vàng 68 Hoàng Lanh. Sọc trắng luôn cho chị Yến Lê lên số giùm em luôn. Sọc trắng là VIP nhất rồi đó mấy chị. Rồi lên cho em luôn sọc đẹp. Sọc đẹp cho em luôn 68.000 với 55kg mã sọc đẹp. Sọc đẹp cho em luôn 68-55kg mã sọc đẹp. Sọc đẹp với mọi người, sọc đẹp với mấy chị. Chốt hơn hai cái đi đơn giùm em nha 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 nha. Còn anh lên số giúp em chị ơi. Rồi sọc trắng còn luôn. Sọc trắng 68-55kg, trắng đen này dễ mang nhất. Sọc trắng 68-55kg, chút sọc trắng 68. Sọc trắng 68. Rồi tiếp dùm em luôn là đỏ 68 nha. Đỏ đẹp chưa? Rồi đỏ cho em luôn 68 với 55kg ha. Chốt dùm em luôn là đỏ 68 mấy chị tuyệt vời luôn. Hoàng Lanh Yến Lê lên số giùm em chị ơi. Thấy không? À cho phải hả? Lộn tắt chậm nha chị. Rồi này chốt dùm em luôn là sọc đỏ 68. Rồi không thích áo khoác em qua mẫu nha. Rồi bộ đang mang cho mấy chị coi luôn, siêu đẹp luôn nè mấy bà ơi. Bộ đang mang 100. Bộ đang mang giống chị ha, bộ đang mang là cái quần dài nha. Và cái áo này siêu hot hết cho mấy chị luôn 100 nè, chở phía sau này mê luôn á. Đó, áo đang mang của em phía sau này đẹp chưa mấy chị. Rồi lên cho em luôn bộ đang mang chút giùm em luôn là hồng 100 nha. Hồng 100. Đơn bộ qua em không biết coi hay không đâu nha chị, nên là lựa hai cái giùm em đi, trước kia mà dồn dồn là em thua á. Sợ đơn một là xả ra rồi đấy nha chị nha. Đặt là đặt một hai cái rồi sáng mai bên em gọi chốt luôn, chứ không gộp đơn gì hết. Còn đơn hôm qua thì hay xui, không biết còn hay không đâu. Rồi này chốt giùm em luôn là gạch. Rồi mặt nạ thâu cừu họ một hộp 50 miếng là 199 nha, là mấy chị lợi được 10 miếng. Rồi gạch cho em luôn 39-55kg lây bầu. Gạch 39-55kg, chốt gạch giùm em luôn 39 nha. Gạch 39-55kg mấy chị. Hồng 100 với chị Lan Phương nè. Lan Phương lên số đi chị ơi. Rồi bắt cho Nhi một ly hồng đang mang nữa đi. Rồi khoác xanh sọc đen hả? Khoác xanh sọc đen rồi ta. Gì vậy trời. Gạch 39 ông Phương Diễn có đâu. Khoác xanh sọc đen này vậy bà. Rồi cái này chốt giùm em luôn là đen 60 với chị, áo này đẹp quá. Rồi đen cho em luôn 60 với 55kg nha. Cái này còn ghi ở ngoài đó nên ra đó không đi. Dục ở phía trong ở chỗ. Đó này chú giùm em luôn là đen 60-55kg kệ ngoài. Đen 60-55kg này, đen chút đen nha. Cái này đen này tay dài nè. Đó rồi có sáng sáng không á. Không phải đâu, cái cục nào sáng sáng không thôi.
nhìn có cái logo này, con gấu này. Rồi đang cho em luôn mấy chị 60-55kg ha. Chú mở đang 60 nè. Đang 60-55kg nè. Có xanh sọc đen nhờ gì trời. Cái này chốt giùm em luôn là sọc trắng nè. Có luôn. Em đi vô cái kệ nè, cái đường ở trong cùng nha. Đường trong cùng, đi thẳng xuống nhìn bên phía tay phải. Đó, nhìn trong mấy cái rổ là em thấy có tai nghe màu trắng. Đúng rồi. Rồi lên cho em luôn mấy chị, sọc trắng 68.000 với 55kg nha, chốt sọc trắng nè. Rồi cái này chốt giùm tôi là sọc đẹp nè, bà ơi là bà lấy cái sọc nào nè. 45. Rồi này chốt giùm em luôn là sọc đẹp nè. Đó, bây giờ lấy cái nào thì chốt nha. Đen 60 chốt cho Như Huỳnh nè. Có sọc xanh đen là sọc đẹp đúng không? Mã này đúng không? Rồi chốt đen 60 cho Như Huỳnh lên số giùm em nè. Này nha, đúng chưa? Hoàng Linh nè. Hả? Hoàng Linh lại có đơn gì ta? Hả? Hoàng Linh nãy giờ có đơn cho Hoàng Linh này là Hoàng Linh nè. Hoàng Linh là sĩ mỹ phẩm bên Zalo đúng không? Để tôi biết tôi dùng có cách quen luôn chắc khỏi bị lạ. Rồi 60 chị áo Quảng Châu 60 cho em nè. Như Huỳnh đặt hàng lên số giùm em chị ơi. Rồi 6 cho em luôn 60-55kg nha. 60-55kg mấy chị chốt 60-60 giùm em nè. Bộ đang mang 100 em còn chị nào lấy chốt nha. Rồi ok luôn Kiều Trinh. Rồi 6 giùm em luôn 60 và đang cho em luôn 60 nha. Chị nào lấy thì chốt giùm em nè. Đen 60, 60. Hoàng Linh mở quen. Hoàng Linh mở cách quen luôn đi. Rồi khoác vàng còn cái cho em luôn mấy chị ơi. Mã khoác vàng. Như Huỳnh lên số giúp em chị ơi. Không phải xanh đen ngay chân. Nãy họ cái này tôi chưa like mà bà đặt rồi thì ngày sao tôi biết được. Bố ai biết. Hoàng Linh đi đổi cho bà đi. Hết bộ 95 trưa còn không nhi. Giờ mà hỏi hết bộ lúc trưa nào không nhớ đâu các bà. Cái đầu u mê lắm. Rồi cái này quen quen. Rồi lên cho em luôn khoác vàng 68. Khoác vàng cho em luôn 68-55kg nè. Khoác vàng 68-55kg chị xỉu. Rồi qua siêu phẩm. Khoác vàng Thảo Như Nguyễn Hay số đi chị. Rồi cái xanh lá này em nghe còn cả nè. Chốt xanh lá 68 nè. Rồi xanh lá cho em luôn 68.000 với 55kg nha. Chốt mở xanh lá này 60. Rồi xanh lá. Rồi tiếp nè cái set cái ơi gì đây nè mà còn mấy cái bộ đang thu chùi lùi gì đây nè mấy chị nè em xả luôn cho nó gọn gàng luôn nhìn vô biết cái gì trời ơi cái set này đẹp lắm luôn. Rồi này set bộ Barbie doll giùm em nha mấy chị ha nè đó set bộ Barbie doll này đẹp chưa. Rồi bộ này em xe mấy chị luôn 85.000 cho nó hết mẫu luôn nha. Cái quần là cái quần giả váy nha mấy chị, quần giả váy giùm em và một cái áo bánh bèo. Rồi lên cho em luôn là đen 85.000 với 55kg chị hình dung được không. Một áo đen nha, đen bánh bề như thế này nha mấy chị ha. Và phối với một cái giả váy. Nè hàng xịn luôn, hai bên của nó có dây kéo luôn nè. Rồi chốt giùm em luôn đen 85 đi mấy chị với 55kg. Đen cho em luôn 85.000 với 55kg, chốt mở đen 85 ha. Đen 85. Đen 85, đen 85. À ý là chị Hoàng Lanh là chị gái lái rồi hay sao? Xanh lá cho Nguyễn Tuấn Minh nè. Xanh lá này Tuấn Minh nè. Khoác vàng rồi chị em thấy khoác màu vàng. Rồi lấy xếp chút xếp giùm em luôn 80. Rồi cái này chốt giùm em luôn là xếp 85 nha. À lấy xếp 85 thì chốt giùm em luôn nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị sọc xanh. Rồi cái này chốt giùm em luôn là sọc xanh đen nha. Rồi sọc xanh đen giùm em luôn mấy chị 68.000 với 55kg. Đen 85 cho Như Yếu Huỳnh lên số đi chị. Đen 5 như xếp là dễ thương á. Rồi xanh đen cho em luôn 68. Chút mã xanh đen 68 nha. Vải siêu đẹp luôn mềm mại. Xanh đen 68.000. Chút mã xanh đen 68. Rồi lên cho mấy chị luôn mã ngố hot nhất nè. Ngố này siêu xịn mịn cho em luôn mấy chị. Ngố Thái. Rồi bán mấy chị luôn tạc ra nha 68.000. Không đẹp không lấy tiền luôn. Dễ thương chưa. Rồi đen cho em luôn là hồng 68.000 với 57kg nha. Hồng 68 với 57kg ha. Lấy hồng chút hồng giùm em nè.
068 với 57 ký chút 068 giùm em, đẹp chưa đẹp chưa. Story nào ấy em cột vô giùm chị đi à. Rồi này chú giùm em luôn là hồng 68 nha. Xinh quá. Bố Thái cho mấy chị em xả 68 ngàn bộ hai màu. Rồi xám cho em luôn 68 ngàn với 57 ký nè. 668 nha mấy chị và hồng 68 giùm em nha. Trời cưng quá à. Hàng cô Tông mà theo bên em mấy chị biết rồi. Hàng cô Tông Thái đẹp dã man luôn mà có 68 ngàn một bộ thôi. Rồi lên cho em luôn rồi trắng 868 nha mấy tình yêu ha. Hai màu thôi. Trắng 868 nha. À, lấy nhanh tay chút liền cho bà Nhi nha. Bộ này bộ đang mang cho em luôn hồng 100, chị nào lấy chút thêm nha. Bộ đang mang hồng cho em luôn 100, đẹp quá trời đẹp luôn á chị. Hồng 100, hồng 100, quần màu kem kaki nhung, chị nào lấy chú không kem cho em luôn 59 868 với chị Tú Văn Anh, đẹp quá hờ luôn, hàng bịch độc luôn nè. 68 ngàn, quần kem 59 ngàn với chị, có túi đáy cao. Quần kem 59 ngàn, dưới 56 nha. Quần bò cho em luôn 59 ngàn, dưới 56 ký, còn hai quần em hết luôn á chị. Rồi ai lấy ngố không? Trời ơi ngố bán siêu đắt luôn, sao mà nè được ta. Giận giận luôn á nha. Rồi tiếp cho em Nhi luôn. Trời sao áo này còn sót riêng ở đây nè, không đủ chia nè. Rồi lên cho em luôn là sọc 55 ngàn, xám và tiết khác 68, bộ em cổ á. Rồi lên cho em luôn là sọc 55 ngàn, sao còn sốt ri nữa, nãy đầu like đâu rồi kia. Rồi lên cho em luôn là sọc 50, sọc 55 ngàn, sọc 55 ngàn với 55 ký ha. Chốt sọc 55 cái này đẹp quá. 868 cho tim băng luôn, có đơn kìa. Áo này còn sốt ri nữa mấy chị, đẹp lắm. Này áo hàng Quảng Châu, chắc mang mê lì luôn. Rồi sọc 55 như bù lên số đi, tình yêu xinh đẹp ơi. Rồi lên cho em luôn là Dio 55, cái này em có ri thôi là hết rồi. Dio 55, sọc cái luôn nha chị Hoài Thương. Rồi hết sọc nha, qua Dio liền cho em. Rồi Dio liền cho em luôn 55, Dio đi chị hết sọc. Dio 55, vải này mang sướng lắm luôn á. Dio 55, rồi này chút giùm em luôn đỏ mấy chị, đỏ đỏ hồng đắt đẹp lắm, đỏ đỏ hồng hồng nha. Rồi đỏ cho em luôn 55 nè. Nhi Bùi lên số giúp em chị ơi. Rồi đỏ cho em luôn 55 ngàn. Chắc này mang cực sướng, đỏ 55. Đi ô luôn nha chị Bích Phương, ok tình yêu. Đó, chủ có chốt và đem khoái khoái. Đi ô luôn Nhi Bùi, hết đi ô luôn. Rồi qua cho em luôn là mã rêu. Trời ơi mấy chị ơi, rêu nè. Rêu 55 ngàn với 55 ký mã rêu kèm số điện thoại. Rêu 55. Đi ô em như hết rồi. Bình Dương đi đâu bình thường. Rồi, rồi đen kem luôn là rêu 55, đỏ hồng hồng tía tía đẹp lắm. Rồi chốt kem luôn là nu 55, chị nào lấy nu chút nu nha. Rồi nu cho em luôn 55, chị nào lấy nu chút nu. Rồi em đi còn ba màu hết qua luôn nha. Áo này mang hơi bị phê luôn á. Nu cho chị Tú Văn Anh cái nè. Bộ ngố bao nhiêu chị? Bộ ngố em sale có 68 là chị Nhi Nguyễn ơi. Rồi em còn một reo này, nu cho Phương Diễn có đơn rồi nè. Rồi em còn reo với hồng nha mấy chị đẹp. Đỏ cho Kim Thiên lên số luôn chị ơi. Rồi em còn một đỏ một reo, chị nào lấy chốt 55 ngàn hết luôn nha. Đỏ reo cho em luôn 55 ngàn. Rồi quần kaki CM này cho em luôn mấy chị 60 đấy cao. Quần kaki CM cho em luôn 60. Cái bánh này con ăn cũng ngon. Ở Kim Thiên gì dục quá rồi kìa. Rồi lên cho em luôn quần CM kaki ống rộng ha. Kim rồi. Thiên lên số giúp em quần chị ơi. Quần CM cho em luôn 60. Nu hết rồi Phương Trang ơi. Bây giờ em chỉ còn màu đỏ 55 và màu reo 55 thôi nha. Rồi lấy dây cột lại cho em chị luôn. Con gái có động lực này làm không? Nhanh lên. Rồi tiếp nha mấy chị ha. Em trời ơi sao khóc đỏ còn cái đây ta. Kim Thiên lên số giúp em chị ơi. Ở đâu để em như còn cái đây nè. Rồi lên cho em luôn khóc đỏ đi mấy chị tình yêu ơi. Khóc đỏ cho em luôn 68 ngàn. Khoác đỏ 68 ngàn mấy chị. Rồi khoác đỏ cho em luôn 68 nha. Dưới 55 ký. Rêu một cái luôn chị em. Cho Trần thì Phương cho Phương Trang. Áo 55 em còn một rêu một đỏ nha. Trời ơi cái ri ngủ beo này em Nhi có đúng có ri thôi đó mấy chị. Một ri duy nhất thôi. Chế nào lấy thì nhanh tay chút liền giùm em Nhi nha. Chết rồi cái mẫu này là hết hết con người luôn á. Đau tim luôn á.
Mã này mấy chị thấy đau tim không? Cho em Nhi nhìn vô, em Nhi đau tim luôn mấy chị ơi. 48.000 một bộ thôi, có mấy ngực luôn. Trời ơi là trời, sang xịn mịn luôn á. Có một ri thôi đó mấy chị. Rồi lên cho em luôn là hồng 48.000 với 55kg. Đẹp quá ha, sang dã man. Hồng 48.000 với 55kg nè. Rồi đỏ, đỏ 48. Màu xám 48 có một ri thôi mấy chị. Rồi màu xanh 48 với 55kg nè. Rồi màu ruốc cho em luôn 48 nè. Màu vàng cho em luôn 48 nè. Úi trời ơi. Màu reo 48. Hết rồi, bộ này đẹp quá. Hồng 48 luôn cho chị. Bích Phương này có đơn nè. Hết rồi, mỗi thứ có một bộ thôi mấy chị ơi. Áo có phong bình thường nha chị. Ở nhìn màu reo nè. Em hết màu hồng rồi, chị lấy màu ruốc này được không? Ruốc được không? À lấy ruốc, ruốc, ruốc 48 nè. Đen 48 nè. Trắng 48. Trời ơi là trời, màu nào cũng đẹp luôn á chị. Mê luôn á. Bộ này xinh xỉu luôn nha, 48.000 bộ. Bèo bèo đó chị nè, sang giả mang. Xám 48 với 55kg, lấy xám tóc xám giùm em nè. Đẹp chưa? Hết rồi đó. Rồi lấy xám tóc xám. Màu nào cũng đẹp á mấy chị. Rồi em làm cho mấy chị luôn nè. Đỏ 48 đi Kim Phượng Nguyễn Rá này. Em cho mấy chị xem cái màu ruốc nè, đẹp lắm. Đồ ngố mấy màu rồi chị, hồi nãy có màu trắng với lại màu xám. Rồi ai lấy ruốc chút ruốc giùm em luôn, 48 có một bộ ruốc nha. À, ship An Giang bao nhiêu rồi? Em mua từ 4 cái đổi lại là tập 30 ngàn thôi em. Ai cũng vậy. Rồi lên cho em luôn là ruốc nha. Ruốc còn một bộ nè, 48 nè. Có mấy ngực luôn đó mấy chị ơi. Rêu cho Nguyễn Anh này quen là 48 nè. Phương Diễm ghi lại số luôn đi. Bộ này xinh xỉu. Rồi chốt giùm em luôn vàng một bộ duy nhất. Rồi vàng cho em luôn 48.000 với 55kg ha. Chút vàng cho em đi, rút cho chị My Nguyễn Thiền Diễm nè. Rồi hết rút luôn nha. Rồi vàng có một bộ luôn, đẹp chưa má ơi luôn á. Vàng một bộ luôn mấy chị, 48 với 55. Có mít ngọt nhá. Rồi vàng Kim Phượng Nguyễn luôn ok chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn là xanh. Rồi xanh cho em luôn 48 với 55, chút xanh nha. Bèo này nhìn nó sang con người quá. Rồi bèo cho em luôn 48 với 55, chút bèo. Bèo 48 với 55. Trắng si sang, màu đen, màu xám và màu reo cho em luôn 48.000 rồi qua. Đây chị xin Kim Phượng Nguyễn lên số giúp em chị. Ghê luôn. Rồi bộ đang mang có bán cho chị, bộ đang mang cho em luôn là 100. Bộ đang mang cho em luôn 100 nha mấy chị, quần dài nha, áo phía sau này siêu đẹp luôn nè. Rồi chốt cho em luôn là hồng 100 đang mang nha mấy chị ha, lụa đẹp dễ thương lắm, cái màu nó cũng đẹp nữa. Rồi hồng cho em luôn 140 đến 60kg nha. Hồng 140 đến 60kg ha. Rồi ngố này cho chị thì coi lại nè. Ngố này có hai màu chị. Nha, một cái áo phông rộng giùm em luôn là một cái quần ngố này chốt giùm em luôn là hồng. Đẹp chưa? Hồng cho em luôn 68.000 dưới 57kg, tuyệt vời luôn á mấy chị ơi. Ngố bên em nói với chị á là bán cho ai cũng khen, thiệt thiệt lòng luôn. Rồi. Bộ đang mặc có bán đó nha. Hồng 100 luôn như chị Thanh Dung Nguyễn, bộ đang mang nó dễ thương lắm luôn thiệt sự á. Nghe Nguyễn hai bộ 60kg và thêm hai bộ tầm 53 là sao chị? Chị lấy cái gì chứ chị chốt vậy thì làm sao mà em chốt được? Ví dụ như hồng 100 thì chốt hồng 100. Còn hồng 68 thì chốt hồng 68. Đó. Chứ bây giờ chốt không không vậy là em xỉu luôn á. Hồng, hồng 100 luôn cho Thanh Tiền ghé. Trời ơi cái hồng 100 yêu giả mang yêu luôn. Ghé luôn, ghé luôn. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, xám. Xám cho em luôn 68.000 với 57kg. Xám 68 với 57kg, lấy xám chút xám giùm em nha, tuyệt vời luôn. Xám 68 với 57 đó, ai hỏi bộ này thì chốt giùm em đi ha. Xám 68 với 57 và trắng 68 với 57 giùm em nha. Rồi. Ngố hồng 68 với Tịnh Yến nè. Hồng 68 với Tịnh Yến này đẹp quá trời luôn. Rồi, hồng xám 68.000 với 57kg giùm em nha. Đấy. Hồng 68 luôn nha chị, trắng Long Farm khách quen cho chị luôn. Hai bộ 60kg và hai bộ 53 là chị lấy cái gì mới được chị ơi? Ý là chị lấy cái bộ gì mới được đúng không? Chứ không không vậy thì làm sao? Chấm xong lan
gì? Hồng 100 à? Trời ơi, cái chữ 100 của chị màu đỏ em mắc tặng đâu có thấy đâu chị. Hồng 100 nha, trắng long phan này, khách quay nè, cái cổ luôn á. Đồ 68 đó, đồ 68 là 53, 2 bộ 53 là ok, còn 60kg là không vừa đâu nha chị. Rồi, này lên cây nè, còn mấy cái đầm á. Lên cây còn mấy cái đầm ngủ ở trước nè. Đem ra đây cho đi luôn. Đó, bộ đang mang chút giùm em luôn. Hồng 100 ở đây kia, đầm cây phía trước, đi thẳng tới trước luôn. Đi thẳng tới phía trước luôn, bóc cây đầm 868 là Trình Yến kìa. 886 Trình Yến. Đúng rồi, đem, à, không phải. Đầm ngủ á, cái cây trước luôn. Còn mấy cái đầm đem lại đây nghe luôn. Rồi lên cho em luôn hồng 100 bộ đăng ngoan bộ dài nha. Trời ơi nó yêu quá trời yêu luôn á. Hồng cho em luôn 100. Đúng rồi. Ủa còn mấy cái bên này nữa nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn á chị ơi. Xanh đen 35 ngàn đồng ngủ nè. Xả luôn. Xanh đen cho em luôn 35 ngàn với 55kg nha. Xanh đen cho em luôn 35 ngàn dưới 55kg nè. Rồi tiếp giùm em luôn là xám 35 ngàn với 55kg nè. Hai bộ hai màu, hai bộ hai màu ngố 68 đó, cho Nhi Nguyễn. Đây nè. Hai bộ hai màu em thì một hồng một xám. Nhi Nguyễn. Hồng 100 cho chị Nhung Bùi ok. Trời ơi cái bộ đang mang nó yêu dã man. Hồng 100 Nhung Bùi giá. Rồi mã xám này cho em luôn 35, cái này sale hai đồng ngủ mặt nhà. Xám 35 xanh đen 35. Rồi tiếp giùm em luôn là reo 35. Xanh đen 35 chị Hằng Nguyễn, cái này em có mấy cái à, bán đại vậy chứ à, nhập vô cái đầm này cũng 45 rồi đó, giờ bán 35 đó mấy chị. Thiệt luôn, không tin luôn. Rồi Hằng Nguyễn ok chị nha. Rồi lấy màu xám thì chốt xám 35 nè. Rồi màu reo cho em luôn 35 nè à, mặt ngủ là mình sắp kem body bo ơi vậy nó cũng sướng. Rồi reo 35 nè. Rồi này chốt giùm em luôn là môn tím tím. Môn cho em luôn 35, chốt môn 35 nè. Reo thêm một cái luôn nha chị Hằng Nguyễn 35. 35 rẻ quá mua luôn. Từng đủ màu. Rồi cái này chốt giùm em luôn là môn 35. Môn cho em luôn 35. Chị nào lấy môn chốt môn 35. Lấy cái bệnh riêng đi bệnh. Mai mấy đứa nó tưởng một bộ nó xả đơn ra đó. Không để ý đâu. Đang thui mà. Rồi cái này chốt giùm em luôn là vàng 35. Ai lấy vàng chốt giùm em luôn là vàng 35. Rồi xanh đen em như còn cái 35. Chị nào lấy chốt nha. Xanh đen 35 nè. Rồi màu vàng cho em luôn 35 nè. Màu môn 35 nè. Đó. Và màu xám cho em luôn 35. Ai lấy chốt nha. Phan thì Hồng Đào nè. Hello em nè. Chị em nghe máy chưa nè. Thấy nhân viên báo là Hồng Đào mà không nghe máy hay sao á. Rồi sau đó thì em nghe chưa nè. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị khoác trắng nè. Khoác trắng cho em luôn 68 ngàn với 55kg nè. Khoác trắng cho em luôn 68 ngàn với 55kg ha. Chú mã khoác trắng này. Bộ tím, tím môn 35 cho Nguyễn Như. Lấy số giùm em đi chị đẹp ơi. Rồi bộ đang mang có một màu thôi đó chị. 100 ngàn môn hết luôn rồi. Môn em hết rồi chị. My Nguyễn Thị Diễm ơi, em còn màu xám, màu xanh đen và màu vàng nha chị đẹp. Rồi sọc trắng cho em luôn 68. Đồ 60kg thì em qua một khác cho chị. Để em xíu đi. Rồi tiếp giùm em luôn là xanh đen nè. Xanh đen cho em luôn 68 ngàn. Xanh đen 68. Khoác trắng chị Trăng Dương 68. Lên số giùm em đi chị xinh đẹp. Nguyễn Như lên số giúp em chị ơi. Rồi lên cho em luôn là sọc xanh 68. Vàng 35 đi chị sao đen ghé. Sao đen vàng 35 cái đồng đó. Trăng Dương ghé luôn. Rồi tiếp giùm em luôn cái này. Xám 35 luôn cho My Nguyễn Thị Diễm có đơn luôn. Rồi cái này chốt giùm em luôn là. Cái này là em đọc lại gì đó. Xanh dương. Xanh dương cho em luôn 68 ngàn với 55kg. Xanh dương 68 với 55kg. Chút mã xanh dương. Em có đơn rồi hả? Chắc nhiều quá nó quên. Rồi khoác màu đỏ 68 nè. Lấy nổi mở giùm em nha. Rồi lên cho em luôn. Có đầm hồng ngủ này cho em dễ thương cho. Hồng cho em luôn 40 xả luôn. Hồng cho em luôn 40 với 55kg còn cái nha. Hồng 40 chứ 60kg chứ. Rồi xanh cho em luôn 40 chứ 60kg nè. Xanh nè. Hoàng Lanh rồi nãy chốt cho chị cơ. Cái áo khoác đó rồi mà. Cơn chưa gọi là chưa đi đúng rồi. Bạn Nguyễn Như có đơn rồi ok bạn. Rồi tiếp giùm em luôn. Có đầm đen Latin cho em luôn 50 nè. Đầm đen cho em luôn 50 chứ 60kg nha. Xanh 68 chút sao đem lên số. Xanh 68 cho chút Linh nè. Xanh này đúng không chị đẹp.
xanh tháng 8 chút lên. Đầm đen Latin cho em luôn 50. Đầm đen Latin cho em luôn 50 dưới 60kg nha. Đầm 50 cho em luôn dưới 60kg nè. Rồi tiếp dùm em luôn đầm trắng Latin cho em luôn 50. Đầm trắng cho em luôn 50 dưới 60kg nha. Đầm đen 50 với chị Hằng Nguyễn cho chị chỉ cho lấy nè. Dỡ cái bịch đen đầu tiên này ra nè. Ở dưới nó có cái bịch giấy, rút ra là thấy. Rồi chưa. Rồi đầm đen cho chị Hằng Nguyễn 50 nè. Ôi trời ơi. Đầm đen 50 em. Đầm đen 50 em hết rồi. Lên nỉ không nón rồi. Nỉ không nón em hết rồi. Đầm trắng 50 luôn cho chị Su đi Nguyễn Quang nè. Rồi cái đầm xanh này cho em luôn 40. Chị nào lấy chốt không? Đầm xanh 40, đầm hồng cho em luôn 40 nha. Rồi đầm xanh 40, đầm hồng 40 giùm em luôn. Tiếp qua này mới chỉ đẹp. Tôi đi Nguyễn Quang nha. Trúc Linh là ghé nè. Trúc Linh thì đâu? Đâu có đọc Trúc Linh đâu. Cái đen đó cho Nguyễn Hằng Hằng Nguyễn gì mà. Cái đầm đen đúng không? Cái đầm đen là cho Hằng Nguyễn trước kìa. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi. Đen 79.000 tiểu thư nè. Đen cho em luôn 79.000 nhanh tay luôn mấy chị ơi. Đẹp quá. Rồi đen cho em luôn. Đen cho em luôn 79.000 với 57kg nha. Rồi tiếp nữa chị ơi. Bộ đang mang 100 chị nào lấy chốt nha. Trời ơi con. Đầm trắng 50 chị em hết rồi. Từ em nhìn coi còn chỗ nào. Đây. Rồi đầm trắng 50 luôn em còn nè. Để chị Dương Huỳnh lấy số đi chị. Đầm hồng chị đặt có không? Đầm hồng đặt không? Hồng nãy em không biết luôn á chị ơi. Đầm hồng em quên rồi. Rồi đầm xanh 40 luôn cho chị. Em tin nhắn rồi, em còn chưa rip, em còn đâu nhớ. Xanh Dung Nguyễn này đầm xanh 45 ghé nè. Rồi đầm trắng 50 này em còn với chị. Đầm trắng Latin đầm ngủ nha, 50 với 60kg nha. Trời ơi nó mát lồng lộn luôn. Đầm trắng cho em luôn 50 với 60kg nha. Ngủ gấu không còn đâu em ơi. Hằng Nguyễn lên số giúp em chị ơi. Hằng Nguyễn có đường. Hằng xe mà đâu có nhiều đâu. Đen 79 em chốt chị Dương Huỳnh luôn lên số giùm em đi chị. Dương Huỳnh hai bộ rồi. Áo nu giấy tay dày còn không em. Giấy cho chị cầm hai cái đó chị đi. Rồi giấy em Nhi còn hai áo nè. Giấy em Nhi còn một cái màu hồng còn màu đỏ với một cái màu reo nè chị ơi. 55.000 nè. Đây. Rồi đỏ này cho em luôn 55.000 nha. Dưới 55kg nè. Rồi với lại cái này reo giùm em luôn. Còn hai cái là hết luôn. Dương Huỳnh lên số giúp em chị ơi. Dương Huỳnh hai bộ rồi đúng không? Đó áo chén này bây giờ em đi chỉ còn màu reo với màu đỏ này thôi à. Là hết luôn. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi. Ngã múa mới nè. Đầm trắng 50 cho chê Thảo Quen nè. Đầm trắng Latin nó mặc mát dễ chịu lắm. Sướng lắm. Rồi ơi lên cho em luôn múa xinh đẹp này cho em đi mấy chị. 68.000 dễ thương chưa. Rồi đầm trắng 50 cho Như Yến Huỳnh luôn nè. Rồi em còn đầm trắng nữa, ai lấy chút thêm nha. Latin mấy chị biết rồi, nó xả lỗ luôn á. Rồi này lên cho em luôn mấy chị. Ngố hồng 68.000 với 5, dưới 55kg. Đẹp chưa, quần là quần Boris luôn. Dương Huỳnh lên số giúp em chị ơi. Rồi chốt giùm em luôn là hồng 68. Hồng cho em luôn 68 với 55kg nha. Trời ơi ngố thái mấy chị, quần Boris đẹp luôn. Quần ôm đẹp lắm. Hai áo giấy cho chị Hiệp Mai luôn là hết. Lên số đi tình yêu xinh đẹp của em ơi. Rồi ngố hồng 68 dưới 57kg nha. Trời ơi cái màu trắng này trời. Xỉu xỉu xỉu. Rồi đen cho em luôn ngố trắng. Đẹp quá à, cưng quá. Cái quần là quần bơ ship nên mấy chị. Nên là khi mấy chị mang nó sẽ ôm. Và quần là áo phông rộng nha. Rồi đen cho em luôn là trắng 68. Đẹp chưa. Dễ thương quá trời luôn. Trắng 68, hồng 68 giùm em nha. Dưới 57kg quay đầu nha mọi người. Rồi nhanh tay chốt khoảng này cho em nha. Hồng Dương 6. Huỳnh. Dương Huỳnh lên số giúp em chị ơi. Hồng 68, trắng 68 giùm em. Mẫu đó đúng đẹp luôn á. Rồi lên cho mấy chị luôn mà một cái đi áo nỉ ha. Áo nỉ huynh đi. Áo nỉ huynh đi mẫu này mới về. Vết trường hồng 68. Trời ơi cái này cưng quá mấy chị ơi. Cái này là áo nỉ hàng cho em nha. Siêu cao cấp luôn á. Em như bán 95.000 thôi và có một ri hay sao thôi à. Rồi chốt giùm em luôn là hồng 95.000 dưới 60kg nha. Và chữ này là chữ theo với chú có túi nha mấy chị. Nam nữ đều mang được ha.
Rồi chốt giùm em luôn là hồng 95 với 60kg nè. Trời ơi, Bích Phượng lên số giúp em chị ơi. Bích Phượng có đơn rồi đó. Tỉnh đó. Bộ đang mặc 100 nha Trang Trang, xinh đẹp ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, đẹp quá à. Bộ mũ sexy có luôn. Trời ơi cái màu đậu nè. Đậu cho em luôn 95, 40 đến 60kg nha, chốt đậu 95 cho em. Rồi cái màu này là màu xanh lạ nè, chế nào lấy chốt mã này liền ha. Ai lấy xanh lạ chốt giùm em luôn xanh lạ. Trời ơi, tuyệt vời luôn á mấy chị ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mã này là nỉ hà nha, cao cấp, dày dặn, nam nữ thì mang được. Rồi ai lấy nỉ chút nỉ giùm em mấy chị ơi. Đậu. Rồi đậu cho em luôn, rồi xanh, rồi hồng nha. Chị nào lấy thì nhanh tay, cái này đẹp quá, thật sự luôn. Rồi xanh lại 95 cho chị nhỏ nhỏ nè. Ơn em của em ơi, bộ đang mang 100 nha tình yêu. Bộ đang mang chút giùm em luôn là hồng 100 nha. Cái áo phía sau siêu cua tay bánh bèo. Bộ đang mang cho em luôn hồng 100 quần dài nha. Chút giùm em luôn bộ đang mang 100. Rồi bộ mặc 100 luôn cho Trang Trang lên số đi chị. Rồi bộ đang mang tiếp luôn, nãy giờ em bán cho mấy chị á là 4 ly rồi đó. Hồng 95 luôn cho Bích Phượng nè. Bích Phượng nè. Rồi lấy bộ hồng 100 đang mang thì chút hồng 100 nha. Áo khoác thì em có hồng 95, đậu 95 và màu xanh lạ 95. Trời ơi cái này đẹp quá thật sự luôn. Rồi xanh lạ em cho mấy chị xem nào, màu xanh lạ là màu mới á, nhìn nó lạ lắm. Rồi xanh lạ cho em luôn 95 ngàn, chốt xanh lạ 95 nè. Rồi đậu luôn cho Yến Nguyễn 95 ok chị nè. Bên em đơn trên 80 ngàn là chốt đơn rồi nha mọi người. Được chưa? Đó, màu đậu này ba màu đẹp luôn á. Màu hồng nè, màu đậu nè, màu xanh lạ nè. Tuyệt vời chưa mấy tình yêu? Rồi chốt liền cho em luôn ha, 95 ngàn một áo thôi. Bộ đã mặc cho Trang Trang rồi, ok tình yêu xinh đẹp. Xanh lạ 95 luôn cho chị Nguyễn Thị Bích Lệ, có đơn rồi nè, 95 nè. Rồi nỉ em còn là xanh đậu 95, xanh lạ 95 và hồng 95 nha mấy chị xinh đẹp nha. Rồi tiếp tục cho em luôn mấy chị ơi. Ai vừa sau em cho coi lại cái đầm ngũ 50 nè. Đầm ngũ Latin 50 em còn 2 cái nè. Đầm cho em luôn 50 chứ 60kg ha. Chút đầm 50 nha. Đầm 50 chứ 60kg nè. Đơn em gọi có nghe máy đâu mà chút đơn em ơi. Rồi em đâu nghe máy đâu. Chiều nay mới nói lại là không nghe máy đó. Xanh đầu 95 luôn cho chị Thu Hằng Hoàng Thị nè. Cái này nỉ mà làm sao mà mỏng được chị. Cái này nỉ hàng siêu cao cấp luôn. Mấy chị thấy một cộm không? Một bịch của nó mà nó dày cua nó cộm như thế này luôn á. Mấy chị là biết nó dày hay nó mỏng rồi. Bộ hồng 50kg mang vừa đẹp luôn á chị. Ơi em bán rẻ đâu có đủ bán hàng đâu mà. Đậu 95 cho chị Phạm Thu Thảo này ghé nè. Nè nhìn cái bịch của nó là biết nó dày rồi đó mấy chị. Nỉ hàng mà siêu dày luôn á. Nè màu đậu này đẹp chưa. Ai lấy đậu chút đậu giùm em mua 95 nha. Rồi Phan Thị Hồng Đào lên lại số điện thoại đem. Hồi chị mới nữa nó báo đó là gọi em không nghe máy hay là không được gì đó. Lên lại số đi, mai chị kiểm tra lại chứ mất công gọi không được. Đó hồng 95 nè. Ai lấy chút thêm nha. Đậu 95 cho Ngọc Tuyết nè. Nỉ có gì kéo không lùng có luôn. Ra lấy cho Nhi một đi này nữa. Nè không nó có cái chữ này. Đậu 95 chút của chị Tim Băng. Có con nỉ không em đang like luôn nè chị. Rồi đúng rồi, dục vô đây luôn. Đậu 95 mấy chị Tiên Băng không có hàng bán đâu mấy chị, có thiệt mà. Nỉ đâu có, về hàng lúc nào nó cũng hết hết trơn á. Mùa đây là bán nỉ cực chạy rồi. Người ta bán áo này là phải 120-140. Em bán 95 ngàn đi nó chạy vậy đó. Trời ơi, chị thấy vô đây đầu đầu cứng quá. Rồi được rồi, được rồi. Đậu 95 Tiên Băng nè. Quá rẻ có phiêu phẩm này luôn. Rồi hồng 100 đang mang luôn cho chị Dương Huỳnh nè. Hồng đang mang siêu bánh bèo dễ thương 100 đang mang nè. Xanh đậu và xanh lạ cho chị Minh Anh Ruby nè. Xanh đậu với xanh lạ cho chị Minh Anh Ruby nè. Màu tóc của em hả? Màu tóc là rêu khối. Rêu khối xanh khối gì á. Áo nỉ 70kg à, 70kg sợ ông vừa đâu, nỉ này dưới 60kg thôi. Rồi em cho mấy chị coi lại nha, hồng 95 nè. Hồng 95 ngàn dưới 60kg nha mấy chị, chốt hồng 95 nha, nỉ siêu cao cấp luôn á.
dày dặn mấy chị coi này, cái bịch nè dày nha, nặng thì bá luôn á mấy chị. Rồi đậu còn cái cuối cùng, ai lấy đậu chút đậu giùm em luôn, còn cái cuối cùng mấy chị, 95.000 còn cái cuối cùng nè, ai lấy đậu chút đậu giùm em nè. Rồi lấy giá sỉ cho chị, sỉ cộng 500 rồi lựa nha chị ơi. Sỉ inbox đi em đi số tài khoản qua cho rồi cọc đi rồi mai lựa. Sỉ ai cũng vậy, cọc trước 500 rồi lựa nha. 30 sản phẩm có giá sỉ. Rồi lên cho em luôn xanh lạ. Rồi xanh lạ cho em luôn á chị, mã xanh lạ đẹp lắm. Nhà chữ là chữ theo nè, vải dày lắm mấy bà. Xanh lạ 95. Đậu 95 và hồng 95 cho em. Trời ơi bá cháy luôn á. Còn mấy cái nó hết rồi, tình yêu nào lấy thì nhanh tay. Liền liền nha. Đưa cho chị luôn đi. Đó, còn ba màu. Nãy hồng đào lên lại số cho em. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, set nu cho em luôn nè. Set nu cho em luôn 95.000 mấy chị, 40 đến 60 kg nè. Set nu nha, một áo sơ mi phông rộng nha mấy chị ha, con gấu theo nè. Set nu cho em luôn 95.000, 40 đến 60 kg ha. Đẹp chưa? Cái quần nè. Cái này sơ mi phông rộng này, đóng thùng cũng được, thả thùng cũng được nè. Chốt giùm em luôn là nu 95.000 đến 60 kg ha. Rồi tiếp qua nè mấy chị ơi. Rồi mẫu này xin phép là em Nhi cũng có một ly duy nhất. Rồi set nu 95. Set nu 95 là chị Su đi Nguyễn nè. Sao đây nữa, còn cái nữa nè, trời ơi. Rồi lên cho em luôn là nâu 95. À lấy nâu chút nâu giùm em luôn 95 á chị, bộ này có hai màu. Nu 95 và nu 95 giùm em á. Đầu 95 cho Phạm Hồi thì áo khoác kìa. Rồi nu cho em luôn 95 á chị ơi. Chút set nu 95. Dưới 60 kg nha, thả thùng đóng thùng dụng được, áo sơ mi này phôn đẹp lắm. Con gấu này gấu theo luôn nè. Đó. Rồi lên cho em luôn là nâu 95 và nu 95 giùm em nha. Bộ này còn hai cái bộ à. Bộ này đẹp bạn hồi ghé. Rồi, cái này là màu nu cho em nha, hàng có chip nha, nu nâu hai màu. Rồi nu nâu cho em luôn hai màu 95.000. Xanh đậu còn không? Xanh đậu hết rồi nhỏ nhỏ ơi. Giờ còn màu hồng với màu xanh lạ thôi. Rồi lên cho chị luôn siêu phẩm mã này nhá. Dạ rồi ok mở nha. Hôm nay có mấy màu. Hôm nay có màu xanh lạ và màu hồng nha bạn ơi. Rồi cái bộ này em nói thiệt với mấy chị á, có một ri thôi. Bộ đó sơ mi hả em, đúng rồi chị, áo sơ mi và một cái quần dễ thương lắm nè. Em cho chị coi lại nè, cái này chốt giùm em luôn là nâu 95 nha. Nè áo mấy chị về mặc rồi cũng được, quần mấy chị mặc rồi cũng được, ôm thì phối vô đóng thùng cũng được, thả thùng cũng được. Mẫu mới nha chị, đẹp lắm. Nu cho em luôn 95, 40 đến 60 kg nha, dễ mang. Con gấu nè, đó đẹp chưa, nâu 95 dưới 60 kg. Rồi tiếp giùm em luôn, bộ này em đi có một ly duy nhất thôi ha. Rồi tặng với mấy chị luôn mã này đi. Xanh đậu hết rồi nhỏ nhỏ ơi. Áo anh đi nó như còn màu xanh lạ và màu hồng nha. Rồi chốt cho em luôn mã này nè. Ngủ rồi đợi xíu đi bà ơi, bà ơi. Rồi mã này em tri ăn cho mấy chị ha. Tri ăn mấy chị được 39.000 thôi. Rồi đem cho em luôn mà nu 39-55kg nè. Nu 39-55kg nè, nu chút nu xanh đậu hết rồi. Sao xanh đậu miết vậy ta, ôi dồi ôi. Rút cho chị hai màu áo kia đi, chị xô lại đi. Nâu 95 cho Loan Cherry. Chị xem bộ mặt hả? Cái này khác, cái này khác. Nâu 95 chị ạ. Nu 95 cho Ngọc Tuyết. Rồi nu nâu em còn chị nào lấy chốt nha. Ai lấy xếp thì chốt đi mấy chị. Nâu 95 và nu 95 dùm em Nhi nha. Có màu nào ạ? Dù lấy chị cái ri đó luôn cho chị đi. À, đi 95 đó, bộ đông mai em cho chị coi nè, bộ đông mai cân lắm á chị ơi, 100.000 bộ hồng, chốt cho em luôn hồng 100 nha, bộ đông mai chốt cho em luôn hồng 100 nha mấy chị nha, bộ dài nè, có người thấy đồ rồi, đó, đây chị là phía sau của nó, cái con này nè hơi bị yêu luôn, rồi bộ đông mai chốt cho em luôn là hồng 100, 40 đến 60 kg nha, rồi chốt cho em luôn là hồng 100. Hồng 100 nha mấy chị ơi. Bộ đang mang hồng 100 cho em phía sau nè. Cái con này hơi bị yêu luôn. Rồi đang cho em luôn hồng 100 đang mang.
Ngọc Tiết lên số điện thoại đi Ngọc Tiết ơi, Nu 95 lên số điện thoại đi chị. Tốt chưa? Chưa hả? Đây nè, Nu 95 Ngọc Tiết lên số nè. Rồi cái này em còn Nu 95 nè, chị Lê Quân lấy thì chốt nha. Nu 95 còn bộ nè, Nu với nâu hai màu. Rồi Nu cho em luôn 95.000, 40 đến 60kg ha. Chị có xanh đậu không em? Phạm Hoài có xanh đậu. Rồi Nu cho em đi mấy chị ơi, Nu nha, dễ thương lắm. Nu 95 Ngọc Tuyết lên số điện thoại giúp em chị ơi. 40 đến 60kg nha chị ơi. Em có hai màu, còn ba bộ nữa là em ghi hết rồi. Rồi Nu 95 với chị Lệ Quân. Rồi em xô thêm cái màu nâu này nè, chế nào lấy chốt giùm em luôn. Rồi bộ này bây giờ em còn màu nâu nữa, chị nào lấy thêm không? Em còn hai bộ nâu là hết luôn á. Hồng 100 em cho chị Loan chơi chơi cherry. Hồng 100 Loan cherry nè, có đơn rồi nè. Hồng 100 với chị bóng mây nè, quen nha. Rồi hồng 100 em còn hai bộ nữa là hết luôn á mấy chị. Ai lấy hồng 100 thì chốt nha. Có một màu thôi chị, duy nhất một màu đang mang thôi. Rồi tiếp giùm em Nhi luôn là Nu 39.000 cu xì mặt nhà. Nu cho em luôn 39-55kg hả, này có ri bán cho nhanh, cho nhanh hết luôn. Nu 39-55kg. Rồi Nu cho em luôn 39-55kg hả, lấy Nu chút Nu. Rồi tiếp giùm em luôn là đen 39-55kg hả. Đen cho em luôn 39-55kg, chị nào lấy đen chút đen. Trời ơi cái này hàng của Tông của xì mặt nhà này nha. Này còn có một hai bộ nên là em bán lại. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi, là trắng 39. Rồi trắng cho em luôn 39-55kg ha, chút trắng 39. Trắng đen Nu 39 nha mấy chị. Trắng đen Nu cho em luôn 39 nha, tình yêu nào lấy thì chốt. Đen 39 cho Bích Phương có đơn. Còn áo khoác nỉ có mũi không chị, còn luôn. Rồi lấy chút thêm nha. Rồi Nu trắng đen cho em luôn 39.000 qua luôn. Ai không lấy thì em qua. Rồi nỉ này em còn hai màu này, chế nào vào sau thì chốt nè. Xanh lạ 95. Xanh lạ cho em luôn 95.000, 40 đến 60kg nha. Xanh lạ 95.000, 40 đến 60kg. Có mã xanh lạ nè. Xanh lạ. Rồi lên cho em luôn là hồng 95. Trời ơi, hồng rút rút này nè. Thêm một bộ hồng 100 nữa chị, ok. Rồi hồng 100 còn đúng bộ đang mang người nữa là em chốt 4 ri luôn rồi đó mấy chị. 40 bộ mẫu này luôn, đẹp quá mà. Bộ đang mang còn bộ hồng 100 ai chốt luôn không? Để em thay mẫu tiểu thư tay dài có ri cho mấy chị nè. Rồi chốt cho em luôn mấy chị ơi, hồng 95. Hồng 95 và xanh lạ 95 nha. Đen 39 này chị Tim Băng. Rồi trắng này cho em luôn 39-55kg nha, cu xì đó, cu xì đen đó em. Rồi trắng này cho em luôn 39-55kg mấy chị. Trắng 39-55. Trắng 39 bộ cho chị Vũ Yến đúng không? Có mẫu thể thao dài có luôn chị. Hai cái xanh 95 cho chị Trần Lan. Xanh nỉ em. Hai cái xanh nỉ 95 cho chị Trần Lan, lấy số giùm em luôn ha. Đen trắng 35. Cái gì mà đen trắng 35 ta? Nu 39 luôn nha chị Trần Kim Hoa, lên số giùm em luôn. Trần Kim Hoa lên số giùm em luôn. Hai cái xanh 95 ok chị. Thế Thi ơi, đen trắng nào 35 vậy bà? Đâu có nào mà đen trắng 35 đâu. Nu 39 luôn cho Kim Thiên kìa. Thì ấn cùng bên hả ta? Kỳ vậy. Đi chụp lại chị cái đó đi. Trần Kim Hoa lên số giùm em nha. Huệ Thi lấy cái bộ này đúng không? Bộ Gucci này đúng không? Là 39 đó chị. Rồi một trắng một đen 39 luôn cho chị Huệ Thi lên số này, hai bộ nè. Nu 39 với Kim Hoa rồi. À cái bộ này trốn không? Em như còn mấy bộ thôi, hết luôn mấy chị ơi. Trắng 39 với Nu 39 đó là hết nè. Đó. Rồi ai lấy trắng 39 không? Trắng 39 nha. Trắng 39 với lại Nu 39 giùm em Nhi đi, mấy chị còn có 4 bộ nè. Mấy chị chốt cho em Nhi luôn và hết luôn ha. Còn 4 bộ chốt cho nó hết luôn đi mấy chị ơi. Rồi tiếp qua nè, qua áo sale cho mấy chị luôn 39.000 luôn nè. Rồi chốt giùm em luôn là áo trắng 39. Áo trắng cho em luôn 39 với 55kg nè.
Nguyễn Yến với Kim Thiên lên số giúp em đi chị. Kim Thiên có đơn. Rồi lên cho em luôn là áo đen 39 với 55 kg. Lệ Thi lên số giúp em chị ơi. Áo đen 39 với 55 kg. Áo trắng tay dài lay bầu ha, trời ơi 39 ngàn không tin luôn á. Cái này là chốt mà đơn một mà gọi không chốt đơn mà gọi không nghe máy đó mấy chị. Chứ còn không có cái gì áo gì mà 39 đâu mấy chị đâu. Áo trắng 39, áo đen 39 giùm em nha. Rồi tiếp giùm em luôn ngũ sexy nữa nè mấy chị, mẫu mới nè. Rồi ngũ sexy này cho em luôn mấy chị. Trắng 39 Nguyễn Yến là cái bộ đúng không? Nói em đi số vô kìa, trước mặt em kìa. Áo trắng 39 cho chị Bích Phương. Áo khoác gì em có, áo khoác gì đâu lên. Ơ nỉ đó thôi. Trắng 39 cho chị Huỳnh Hồng. À đây trắng 39 em còn nha. Trắng 39 đang 39 cho mấy chị ơi. Áo này trắng đang cho em luôn 39 này em còn nha. Rồi qua mấy chị luôn bộ ngủ nè, ngủ tiếp tục nè. Áo trắng 39 có đang cho Hệ Thi nè, dồn nè. Rồi ai lấy đen 39 không mấy chị, đen 39 nè. Rồi đen 39 không cho Trúc Linh nè. Trúc Linh có đây chưa? Rồi rồi đúng không? Gì quên nè. Rồi áo này cho em luôn mấy chị, trời ơi áo này đẹp thì ta. Chúc giùm em luôn là đẹp 39. Đẹp này cho em luôn 39 với chị khác cái kiểu nãy nha. Đẹp cho em luôn 39. Đẹp 39 với 55 kg có một áo thôi. Chúc Linh lên lại giùm em số điện thoại nha chị. Đẹp cho em luôn 39. Áo đen 39 còn cái luôn cho chị Huỳnh Huỳnh Hồng nè. Lê Huỳnh đâu hết rồi chị. Hết rồi. Áo hết rồi chị qua áo khác đi. Đẹp 39 không cho Nguyễn Thị Bích Liễu lên số đi chị ơi. Rồi áo này xinh quá nè mấy chị nè. Chốt giùm em luôn là mã xinh 39 nè. Rồi xinh cho em luôn 39 với mấy chị quốc gia hai bên nha. Xinh 39. Mình Hồng lên số với em nha. Dạ em. Xinh 39. Chốt giùm em luôn là mã xinh 39. Rồi này chốt giùm em luôn là vuông 39. Vuông 39 nha mấy chị ha. Vuông 39. Đó em đọc sao mấy chị chốt giùm em. Vuông 39 và xinh 39 nha. Rồi tiếp đi em luôn một cái siêu phẩm nha mấy chị ha. Bộ ngủ mặt nhà. Rồi ngủ mặt nhà này cho em. Đẹp 39 không hết rồi. Xinh 39 luôn cho chị Nguyễn Nguyễn nè. Xinh 39 Nguyễn Nguyễn Khách Quan. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi. Reo 45.000 với 55 kg nha. Rồi reo cho em luôn 45.000 với 55 kg này. Chốt reo 45. Bộ ngủ sexy nha mấy chị. Reo 45. Reo cho em luôn 45.000 với 55 kg nha. Chốt mã reo 45. Màu trắng 45 nè mấy chị. Xanh dương 45. Màu đen nè, màu hồng nè, màu vàng nè. Màu reo nè. Màu đỏ đô nè. Đó, chị nào lấy thì chốt giùm em ha. Của chị là của em chị Phạm Hoài lấy hộ nha. Đằng Lan. Em ghi vô giấy đi. Ghi vô giấy luôn. Đằng Lan chung đơn với Phạm Hoài đấy. Đó nhanh. Xin 39 em hết rồi. Bây giờ em còn một cái vuông 39 nè. Chị nào lấy vuông 39 giúp vuông 39 giùm em nha. Lay bầu đẹp quá trời luôn á. Vuông 39. Re 45 cho chị Nguyễn Minh Kiều. Ok chị Huỳnh Hồng nha. Nguyễn Minh Kiều ghé. Ơ cái bộ này cưng quá trực cưng luôn. Nó 45.000 thôi mấy chị ơi. Rồi tiếp giùm em luôn là vàng 45. Vàng 45 vuông 39 là Vi Trương ghé. Rồi lên cho em luôn là vàng 45. Mấy cái vàng chút vàng. Ra bình ra một khi coi còn ri áo nào không. Giống vậy. Không không ri áo này nè. Nhìn cái ri áo là nhỏ nhỏ xinh xinh là nhìn cái gì. Rồi một rêu một đỏ luôn cho chị Hồng Trần lấy số giùm em nha. Một rêu một đỏ 45 với chị Hồng Trần. Rồi đúng rồi. Rồi lấy vàng 45 chút vàng 45 với chị em qua mẫu nha. Vuông hết rồi bạn ơi. Cái hàng sale mà có cái. Rồi vàng cho em luôn 45 với 55 kg nha. Dạ rồi ok chị Phạm Hoài nha. Hồng 45 này, màu đen nè. Màu trắng này, màu xanh dương nè. Và màu đỏ đô này. Ai lấy chút thêm giùm em ở này nha. Rồi cột đi. Ôi vuông 45 em còn cái này cho ai đây. Chị rớt con ghé nè.
vuông còn cái luôn cho Nguyễn Thị Bích Liễu ghé luôn ha. Rồi hết. Vào 45 cho Bích Phương luôn. Còn áo hồi chưa like không em, 95 má áo nào ta? Áo sơ mi hả? Áo nào hè? Áo sơ mi đúng không? Áo sơ mi 95 đúng không chị? Vàng 45. Ra ngoài kia bóc cho Nguyễn xíu một bộ vàng. Ngủ này nè, đi ngủ này nhìn biết liền. Bóng bóng luôn. Có ri vào đó luôn. Rút một bộ vàng thôi chứ đừng có đem cho. Rồi sơ mi cho em luôn 95.000 với 60kg nha. Sơ mi cho em luôn 95 mấy chị với 60 chị tiết giá. Sơ mi cho em luôn 95 với 60 đi mấy chị. Rồi quần kaki CM cho em luôn 60. Quần kaki CM cho em luôn 60 nha. Quần kaki CM cho em luôn 60. Rồi ok chị Phạm Hò nha. Rồi cái đầm hồng này cho em luôn mấy chị. Đầm hồng còn cái xe 40 nè. Mặt ngủ mặt nhà này. Đầm hồng cho em luôn 40 với 60kg ha. Còn cái đầm hồng cho em luôn 40 với 60kg. Trời ơi lên cho mấy chị luôn cái mã xịn mình nha. Hồng Trần em chốt đi chị nè. Hồng Trần lấy số giúp em chị ơi. Chốt rồi. Hai cái rồi mà Phạm Hoài một cái nữa là ba. Trời ơi cái mẫu này đẹp quá hả. Đầm hồng 40 luôn cho Vi Chương ghé nè. Hết rồi, đầm hết luôn rồi mấy chị ơi. Rồi đầm trắng Latin này cho em luôn 50 ha. Rồi lên cho em luôn đầm trắng Latin nè. Mặt nhà mặt ngủ mấy chị, chỗ nó mát lồng lộn luôn. Chú giùm em luôn là đầm trắng 50 nha. Nó mát lắm luôn á. Đầm trắng cho em luôn 50 đi. Sơ mi 95 cho Năng Huệ đây. Số đây tình yêu xinh đẹp ơi. Lấy cho chị luôn cái quần gối đùi em 3366. Cái mã 3366. Rồi áo này mấy chị nhanh tay giùm em nha. Mã xuất sắc luôn á mấy chị. Đầm trắng lên số giúp em chị ơi. Không nhớ Hồng Trần thấy số rồi mà ta. 0969 601607. Rồi tiếp. Áo mà em mặc lai màu hồng. À hết rồi. Trời ơi hết rồi chị ơi. Đó đâu đủ bán đâu. Chưa đâu đủ bán đâu. Đầm trắng cho Thanh Lợi nè. Lên số giùm em nè. Rồi lên mã này nè mấy chị ơi. Áo còn xịn nha mấy chị nha. Có cổ giùm em luôn VIP nha. Mã này chú giùm em luôn mã VIP luôn á. Lên cho em luôn là trắng mấy chị. Giọt gọt lệ gì em thấy mà. Ngân Huệ lên số giúp em chị ơi. Áo này hàng bán shop cho mấy chị luôn á. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi. Trắng 69 với 55kg. Đầm trắng chị ăn ăn còn cái nè. 50 lên số đi chị. Rồi lên cho em luôn trắng 69. Trời áo này đẹp quá. Ủa 50 cái này được. An An nè. Ô Hồng Trần ghi lại kìa. Rồi lên cho em luôn trắng 69 với 55kg nha. Cái này áo hàng xịn luôn bán shop. Đen 69 với 55. Mạ 69 với 55. Nu 69 với 55 nha mấy chị ha. Và hồng 69 với 55 giùm em luôn. Nè trời ơi hàng xịn chưa. Cái này đâu có riêng một thôi đó mấy chị ơi. Khổ ghê á. Chắc vẻ hàng bán shop đẹp lắm. Có cổ nha mấy chị dài nút chưa giùm em ha. Gì vậy? Số này luôn á. Rồi ai lấy hồng chút hồng 69. Hồng 69 này đẹp quá. Mai mi ghé. Cái này đâu có được có ri à. À mấy chị nhìn cái chắc này. Chắc này giờ cái này chắc này đúng xịn luôn á mấy chị. Đẹp lắm. Rồi An lên số giúp em chị ơi. Rồi lên cho em luôn cái này phô bình thường. Rồi nu 69 giùm em nha, mã nu 69 nha. Nu cho em nu 69 cho em đi mấy chị ơi, áo này đúng đẹp luôn á. Nu 69 50. Rồi tiếp giùm em luôn là mã 69. Rồi đen 69 chị Thanh Trà, cái này Thanh Trà khách quen hả chị? Trắng 69 luôn nha chị Lê Huỳnh ghé. Xanh 69 luôn cho Vũ Phương Thúy. Xanh 69 hết mất tiêu rồi. Trắng 69 luôn cho chị Suri Nguyễn. Rồi em còn một trắng với màu nu thôi. Quần dài đợi xíu đi mấy chị ơi. Sơ mi 95 cho Ngân Huệ. Có bộ thể thao luôn nha. Em hết mạ rồi em còn trắng với nu. Rồi trắng 69 luôn cho Huệ Thi. Rồi hết trắng luôn. Rồi trắng 69 cho Huệ Thi. Xanh hết rồi chị ơi. Rồi em còn hai cái nu hết luôn. Rồi em như còn hai cái nu nha. Rồi nu luôn cho chị Tinh Nguyễn. Mà không phải lộn. Nu em còn nu thôi. Rồi nu cho em luôn 69 đến 55kg còn nu. Nu 69 cho Mỹ Tiên ghé. Rồi còn một cái nu cuối cùng hết luôn mấy chị. Em nghe còn một cái nu cuối cùng rồi hết luôn nha. Rồi tiếp cho mấy chị luôn nè. Qua gì đây.
Lê Huỳnh lên số giúp em chị ơi. Dù cho chị mấy quên, dù cho em mấy cục hồng gần gần qua đây nhìn nha. Rồi lên mở này cho mấy chị luôn nè. Cái này còn có mấy cái nè, em xả luôn cho anh nhanh hết nè. Cái này còn có 5 cái thôi. Thanh trà khách quen nha. Rồi cái này chú giùm em luôn mấy chị ơi. Nu nu em xem mấy chị 39 thôi. Nu cho em luôn 39 với 55 nha. Ông quên. Xám. Rồi xám cho em luôn 39 với 55. Chút xám 39. Hết rồi chị ơi, cái mã số 9 em hết trơn rồi đó. Còn đó mấy chị. Cái này có rồi bây giờ. Hết rồi. Để thay Vũ Phương lên số giúp em nha. Vũ Phương Thúy quen. Rồi gì nữa? Thuệ Thi có đơn. Rồi cái này chốt nhanh giùm em luôn mấy chị. Hồng 39 nè. Trời ơi vải đẹp dạ mang. Vải đẹp xuất sắc cho mấy chị luôn á. Rồi lên cho em luôn hồng 39 với 57kg nha. Cái này mang. Lê Huỳnh lên số giúp em chị ơi. Dán luôn. Dán. Vâng. Áo này còn có mấy cái thôi. Em xem mấy chị luôn 39 ngàn. Chắc hơi bị đẹp. Mai đi làm đi chơi gì cũng được. Đó này chốt giùm em luôn. Tinh Nguyễn không được cái nào hết á. Hồng 39 đó chị Hồng Trần. Rồi màu xanh đẹp chưa mấy chị ơi. Cái này 39 ngàn chút đẹp lắm nha. Hàng Zara này. Rồi đen cho em luôn là xanh 39. Áo 69 không còn cái nào đâu mấy chị ơi. Rồi xanh 39. Rồi xám 39 luôn nha chị Phương Dung. Xanh gì đây Mỹ Chi ơi. Chốt giá tiền em bà ơi. Chốt không là không có chốt được mô. Xanh 39, hồng 39, xám 39. Rồi ok chưa? Còn mấy áo thôi. Phương Dung lên số điện thoại giúp em chị ơi. Để luôn. Rồi, Mỹ Chi xanh 39. Có đường người ta lên số thường nhiên nha. Rồi bộ ngố có luôn. Rồi em còn xám 39, hồng 39 là nó trốn nha. Cái gì đây trời, nu cho Nguyễn Anh khách quen em đâu còn cái nè. Rồi tiếp qua cho em luôn mấy chị ơi. Cái gì đây nè, cái tết gì đây nè. Rồi bộ đang mang 100 nha, còn bộ duy nhất đang mang luôn á. Rồi set này em xem mấy chị luôn 85 ngàn nè. Chốt giùm em luôn là nu 85 nè. Rồi nu cho em luôn 85 ngàn. Mấy chị có quần giả váy nha, bên hông có dây kéo nha, tuyệt vời luôn nè. Rồi nu cho em luôn 85 ngàn. Mấy chị xinh giả mang chưa. Mấy chị nhìn cái phô máu bánh bèo nè. Rồi chốt nu 85 đi sở luôn. Nu 85 mấy chị dưới 55kg nha. Nu 85 ngàn dưới 55kg. Rồi này em có màu đen luôn 85 nè. Cái này thả thùng hay đóng thùng gì cũng được nha. 69 Nguyễn Anh quen. Rồi len cho em luôn là đen 85. Mã xếp thiết kế nè mấy chị. Mỹ Chi lên lại số điện thoại giúp em nha. Rồi này chú giùm em luôn. Đen 95 với nu 95 giùm em đi. Rồi đó, ai hỏi xếp thì chốt xếp cho mấy chị. Rồi tiếp qua cho em luôn nè. Rồi ngố này còn 3 bộ này, ngố Rokushi còn 3 bộ này. Rồi lên cho em luôn là ngố này đi mấy chị ơi. Rồi ngố này em xả luôn 65 ngàn nha, còn 3 bộ. Rồi ngố này cho em luôn 65. Rồi ngố này cho em luôn 65, chốt mã ngố 65 liền cho em đi mấy chị ơi. Rồi ngố Rokushi giùm em luôn 65. Không có đỏ rồi chị ơi. Rồi chốt giùm em luôn là ngố 65 với 57 nha. Ngố 65 với 57. Rồi ngố 65 với 57 đi mấy chị. Nu 85 mấy chị Nguyệt Minh lên số giùm em luôn. Rồi ngố 65 luôn nha chị Minh Anh Ruby nãy có đơn. Trời ơi. Rồi ngố tay dài nữa mấy chị chốt giùm em luôn là vàng 65. Cái này hàng bơm này xả rẻ nè. Rồi vàng cho em luôn 65 ngàn ngố tay dài nha, dễ thương cho Thu Đông nè. Rồi chốt giùm em luôn là vàng 65 với 55kg một bộ ha. Một bộ thôi đó. Rồi lên cho em luôn là vàng 65. Nguyệt Minh lên số điện thoại giúp em chị ơi. Vàng 65, đẹp quá ha. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị. Rồi trời ơi cái mã gấu nè. Áo của tim nè, theo nè, chứ quần nè. Xanh 65 gì vậy ta. Rồi vàng 65 đi Trúc Linh. Ủa cái gì mà xanh 65 vậy Minh Thư ơi. Rồi lên cho em luôn là mã gấu đi mấy chị. Rồi gấu cho em luôn 65 luôn. Trời ơi cái này hàng từ 11 em xả đó. Rồi lên cho em luôn là gấu 65 nha. Gấu 65 cho em nè.
có số lông mấy chị. Rồi quần ôm nha, quần ôm trơn có túi 39, quần 39 với 55kg mấy chị có túi nha. Quần Nguyệt, gấu Nguyệt Minh lên số điện thoại giúp em chị ơi, số lâm xô đi Nguyễn. Rồi này chốt giùm em luôn là quần 39 với 55 có túi mấy chị, quần 39 với 55. Rồi tiếp giùm em luôn là một mã nu nè, nu cho em luôn 39.000, ba đêm mặc nhà cực mát. Rồi chốt giùm em luôn là nu 39 với 55kg, trời ơi tuyệt vời quá. Nu 39 với 55kg một bộ. Nu 39 với 55. Chốt đôi cái đi đơn giùm em nha. Quần 39 đâu không? Nghĩa thì bích lệ. Một người lại lấy cho Nhi cái quần trơn trơn này đang co còn đi nào, đang thui tù lùi không? Rồi cái này chốt giùm em luôn trắng 45.000 chứ 60kg phông rộng. Đúng rồi. Rồi quần 39 luôn cho chị Ruzi Hà có đơn nè. Hết rồi em ơi. Rồi nu 39 luôn cho chị Thanh Lợi có đơn rồi nè. Rồi tiếp dùm em luôn trắng 45.000 với 60kg mấy chị phông rộng luôn. Rồi mã trắng 45 với 60. Trắng 45 với 60. Rồi gấu còn bộ này để cho ai nè. Rồi gấu còn một bộ luôn cho chị Ngọc Đô nè. Ngọc Đô này chỉ có đơn rồi, ghi dấu cho chị Ngọc Đô. Rồi cái này quần mấy chị ơi, quần ống suông nha. Gửi hình nhắn tin cho em xem lại nha chị là sao chị. Rồi chị mua trên la thì em dơ lên chứ bên em là gọi điện chốt đơn không có thời gian mà viết tin nhắn đâu chị ơi. Bên em là gọi điện chốt đơn, em bán trên la là dơ xô xô, vậy là thực tế họ đâu phải bán hình đâu. Nguyễn Thị Bích Lệ lên số giúp em chị ơi. Rồi đang cho em luôn là quần 45 ống suông. Quần 45 với 60kg nha. Quần 45 với 60kg nha mấy chị, chốt quần 45. Chú Thiên Nguyễn lên lại giùm em số. Quen luôn. Quần 45. Rồi ngố sơ mi này cho em luôn 92.000 xả luôn mấy chị, ngố sơ mi 92. Chốt giùm em luôn là ngố 92 với 60kg nha, ngố sơ mi. Quần 45 cho Tiểu Quỳnh quen. Rồi lên cho em luôn mấy chị ngố 92. Ngố 92 hết rồi. Rồi lên cho em luôn là ngố 92 sơ mi chứ 60kg nha, ngố 92. Rồi tiếp cho em luôn quần tay, em còn SM xả cho mấy chị luôn 75. Quần tay ống ôm nha mấy chị, em còn S với M 75. Quần tay ống ôm nha. Size S với size M 75 chốt giùm em luôn. Quần tay ống ôm lấy cao. Quần tay SM cho em luôn là 75 nha. Rẻ chưa? Quần tay SM cho em luôn 75. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, lẫn 39. Ngố 62 cho chị bụng rùa ghé. Rồi lên cho em luôn là lẫn. Ông đúng rồi, lẫn cho em luôn. Rồi cái này chốt giùm em luôn là lẫn đi mấy chị, lẫn 39. Lẫn 39 với 55. Lẫn 39 với 55. Rồi bộ hồng này cho em luôn 65 mấy chị, ngố hồng 65 nè. Chốt cho em luôn là hồng 65.000 ha, ngố tay dài còn bộ nè. Rồi hồng cho em luôn 65. Hồng 65 đi ra ngoài kia nhìn nó thấy thấy cái cục mà nu nu nhiều màu nu nhất, có màu xanh lạ nữa đem ra đây cho em. Ở ngoài đó đó. Rồi lên cho em luôn quần S, S chứ M. Rồi quần cho em luôn SM, hồng 65 cho Minh Thư. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Quần 45 hết rồi, thun sọc hết luôn chị. Lẫn 39, 6 mẫu tùy quen. Rồi, gấu 65 hết rồi chị ơi. Rồi đem cho em luôn quần cao đế cao, nhóm rộng nha. Quần cho em luôn SM. Quần SM cho em luôn ta, bố 60. Quần SM cho em luôn 60 nha mấy chị. Quần SM cho em luôn 60. Rồi bộ đen lụa cao cấp cánh dơ này cho em luôn 70. Chốt đen cho em luôn 70 chứ 60kg nha. Đen cho em luôn 70 chứ 60kg. Chốt đen 70. Cánh dơ xịn mịn. Ai vậy? Minh Thư bỏ qua. Quen cho chị đi. Không số 5 hết rồi. Rồi tiếp cho em nghe luôn mấy chị ha. Đỏ lửng tầng này em xả cho mấy chị luôn 39 nè. Rồi chốt giùm em luôn là đỏ 39 với 55 nha. Đỏ 39 với 55 mấy chị, chốt đỏ 39. Đỏ 39 với 55.
cổng này là dùm gói này chốt giùm em luôn là nu 39 với 55. Đỏ 39 với chị Bích Phương, đúng là sale luôn á. Đỏ 39 với Bích Phương, đỏ còn nha. Rồi chốt giùm em luôn là nu 39 và bụi lửng luôn á mấy chị. Mà tầng tầng ba dễ thương nữa, có 39 ngàn à. Mặc ngủ mặc nhà gì cũng được. Rồi nu 39 mặc đỏ 39 nha. Hai lấy chốt thêm giùm em. Nu 39 đỏ 39, nu 39 hồng trầm có đơn. Đen rồi chị. Rồi đen 70 luôn, chị Như Huỳnh có đơn luôn. Rồi tiếp cho em luôn nha. Xếp ngớ sơ mi 3 món nè. Rồi em đi ăn với mấy chị luôn 95. Sở đơn cho chị, cảm ơn em. Trời em chị cũng rảnh lờ quá sao vậy chị. Thấy không có avatar là em nói thiệt với chị là em nghi rồi. Người ta tối người ta ngồi đây, người ta thấy nó thấy mẹ ra luôn rồi. Đó là like rồi, chọn đã đời ra mà xả ra. Rảnh lờ quá đi ngủ giùm cái cho bà chị. Tàu lao không à. Đặt hàng gì đặt cho đàng hoàng. Bộ vàng 65 á hả, trời ơi người ta đặt không có này mấy chị ơi. Đặt hàng một lần cho em thôi. Ai mà xả tới xả lui em xả đơn ra luôn đi nha. Đặt hàng người ta không có đặt thì cứ xả tới xả lui miết. Ra bóc cái đơn của Trúc Linh lên đây như cái bộ màu hồng mà tay dài ngô, vàng mà tay dài ngố đó. Mấy người sao mấy người áp ôn quá đi. Đặt hàng cho cố vô rồi ngồi đó là xả đơn ra, cảm ơn em. Vô duyên hết sức vô duyên vậy đó. Tối người ta ngồi đây người ta vẫn còn làm là mấy chị biết rồi. Phụ nữ với nhau không mà chẳng lấy đàn ông vô đây rồi đặt đồ hả? Hay sao? Cái bà Dương Huỳnh đó nha bà nha. Dịch ôm tới nơi rồi nha bà, của Trần Phật Hỏng chết mẹ bà bây giờ nha bà. Dịch ơi tới nơi rồi đó. Cô Trần nha bà nha. Bà nghĩ sao vậy? Đàn bà đàn ơi gì mà thúi quá trời thúi vậy bà. Bà vô bà đặt hàng nãy giờ xong rồi kêu xả ra cảm ơn em. Đầu bà có tóc không hay là đầu bà trọc tóc không có mọc tóc vậy hả? Nghĩ sao vậy? Bây giờ bà biết 10 giờ người ta ngồi đây người ta nói người ta like người ta kiếm từng đồng. Bà đặt nãy giờ rồi kêu là xả đơn ra cảm ơn em. Cảm ơn cái lờ. Cảm ơn cái kiểu gì? Người gì mà cũng có tóc, người cũng có não chứ. Chẳng lẽ người không có não không có tóc hả mấy chị? Hả? Bà Dương Huỳnh kia kìa. Bà rảnh lờ quá thì bà đi ngủ giùm tôi đi. Còn có giật quá thì nhắn tin cho tôi cho số mấy cái thằng đĩ này kia. Chứ nghĩ sao vậy, có ngứa lờ quá đó. Thì qua đây nhắn tin cho tôi cho số mấy thằng nè. Ngồi đó mà rảnh rỗi quá xả đơn thì cảm ơn. Cảm là cảm cái kiểu gì? Trúc Linh dục ra đây chưa? Đặt hàng thì không có nữa nè, xả tới xả lui. Mua khó khăn quá thì mấy chị ra ra chợ lựa cho nó sướng tay nha mấy chị nha. Còn lên like người ta nói người ta chốt người ta ơ hết rồi thì đặt hàng chắc chú giùm em đi. Đừng có rảnh quá. Phụ nữ với nhau ngồi kiếm cơm không à. Nghĩ sao vậy trời, tôi nói thiệt luôn á. Giờ này là giờ ngủ của người khác. Mà giờ người ta còn ngồi đây người ta còn kiếm cơm nè. Rồi vàng này cho em luôn 65 mấy chị. Bật hết cả người à. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã vàng 65. Vàng cho em luôn 65 mấy chị. Mã vàng 65. Vàng 65 với 55 ký nha mấy chị. Mã vàng 65 giùm em nha. Rồi len ngố sơ mi 3 món này cho em luôn 95 ngàn nè mấy chị nè. Nu 95 nè. Bực hết sức bực à. Vàng số 5 cho Vi Trương. Cảm ơn nữa chứ, lịch sự quá. Bấm xe like cho em nha mấy chị. Ghen ăn tức ở rảnh không. Rồi mã này cho em luôn mấy chị. Ngố 3 món em xả có 95 ngàn à. Chốt giùm em nu 95 nha. Một áo dây nè. Rồi một cái quần ngố nha mấy chị ha. Và một áo sơ mi em xả cho mấy chị luôn 95 ngàn nè. Chốt giùm em luôn là nu 95 nè. Nu 95 đi mấy chị, chốt giùm em luôn là nu 95. Rồi tiếp giùm em luôn là xanh 95. Chị nào lấy chốt nha, ngố sơ mi 3 món mấy chị. Một áo sơ mi, một áo dây,
và một cái quần gối giùm em luôn nha, chị nào lấy chốt nha. Xanh 95 giùm em luôn, dưới 60kg nè. Xanh 95, nu 95 nha mấy chị ha, dưới 60kg giùm em luôn. Gối sơ mi 3 mó, ai lấy chốt giùm em luôn. Nãy giờ em like đồ ngủ 2-3 kiểu luôn rồi chị. Rồi còn cái mệt hết người. Khuya rồi mà cứ muốn chọc điên không hay sao ấy chứ. Em ơi, Bình ghi vô giấy cho mình. Cái gì cái đơn Huỳnh vậy đó là xả đơn ra. Mai em có gọi được số điện thoại tôi chửi nó mà hội nó luôn. Rảnh quá. Ăn không ngồi rồi. Gối nu 95 chị son hờ lên số giùm em đi chị ơi. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, quần tính đắt quần tính đắt 70 nha. Rồi tính đắt không có túi mấy chị 70. Quần cho em luôn 70 nha mấy chị, chốt quần cho em luôn 70 ha. Chị nào lấy chốt nha. Cái này là quần thun á, chính tắc 70. Có túi hai bên cho mọi người nha, chốt giùm em luôn quần 70. Rồi đỏ này cho em luôn 45.000 với 55kg nè. Đỏ 45 mấy chị, dưới 55kg nha, chốt đỏ 45. Đỏ cho em luôn 45.000 với 55kg nè. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi. Cái gì? Vàng 45. Vàng cho em luôn 45.000 với 55kg nha, chốt mã vàng 45 nè. Áo mấy chị, cái dây kéo này kéo được luôn nha. Rồi mã trắng này cho em luôn 39.000 với 55kg mấy chị, một áo một quần này, chốt giùm em luôn trắng 39 nè. Rồi trắng cho em luôn 39 với 55kg ha, chốt giùm em luôn mã trắng 39 mấy chị. Đẹp chưa? Rồi trắng 39 với 55. Trắng 39 với 55 nha. Rồi tiếp giùm em luôn mã lửng này đi mấy chị ơi. Rồi lửng này, lửng giùm em luôn 39 với 55 luôn. Rồi lửng cho em luôn 39 với 55 luôn nha. Ai lấy lửng chút lửng nha. Lửng 39 với 55. Đó 45 cho Kim Thiên có đơn nè. Rồi lên cho em luôn mã dâu ra tinh ngủ đó mấy chị. Dâu cho em luôn 65.000 ha, dưới 60kg hai bên có túi nha. Dâu cho em luôn 65.000. Dưới 60kg mấy chị, hai bên có túi. Ok chị bẩn đùa. Rồi cái này chốt cho em luôn ha. Rồi này chốt cho em luôn dâu. Rồi cái quần bò này cho em luôn mấy chị, 59.000 dưới 56kg. Để đi con chạy vô chứ. Rồi này chốt giùm em luôn quần bò. Quần bò. Trắng 39 hả? Trắng bộ 39 ở Phương Thảo ghé. Rồi bò cho em luôn 59.000. Bò 59.000 với 56kg có túi nha. Quần ca thi nhung. Lưỡng 39 không gì? Tim Út lên số đi tình yêu xinh đẹp. Dâu hả? Dâu 65 nuôi chị Thanh Trang hả? Chị có đơn nữa không? Dâu 65 Thanh Trang. Bộ đang mang hả chị? 40-60kg mang vừa nha. Trắng 39 hết rồi chị Phạm Hồi ơi. Rồi này chốt giùm em luôn khoác 68.000 với 55kg nè. Khoác 68 với 55kg nha. Khoác chút khoác giùm em nha. Khoác 68. Khoác 68 với 55kg. Em thấy mà em thấy chị có đơn một này đâu, nó bỏ ra đây nè. Mấy trang vỡ sao có đơn một bây giờ. Rồi bộ gấu này cho em luôn mấy chị ơi. Rồi gấu cho em luôn 65. Gấu cho em luôn 65.000 với 55kg ha, chốt mở gấu 65. Gấu 65 nha mấy chị ha. Tim theo nè, bộ gấu này gấu 65. Tim Út lên số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi gấu cho em luôn 65, chị nào lấy chốt nha. Gấu 65. Rồi gói nó 5 chị Hồng Trần. Rồi sơ mi cho em luôn 95.000 dưới 60kg. Sơ mi cho em luôn 95.000 dưới 60kg ha, chốt mã sơ mi. Rồi bộ hồng Long An còn bộ, chị nào lấy chốt nha. Hồng Long An còn bộ này mấy chị ơi, 100. Đó phía sau này dễ thương chưa. Rồi bộ đang mang chốt giùm em luôn là hồng 100 nha. Bộ đang mang mấy chị chốt giùm em luôn là hồng 100.
hết rồi. Rồi cái quần này cho em luôn 39, khóa 68 với chị Nguyệt Đô đi số đi chị. Rồi quần này cho em luôn ha, quần 39.55kg nha, có túi ống ôm nha. Quần của Lucky á. Quần cho em luôn 39.55kg. Tiêm út lên số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi quần 39.55kg nha, lấy quần chút quần 39 nha. Quần 39.55kg giùm em luôn á chị. Rồi mã này chốt giùm em luôn là hồng 35 nè. Hồng cho em luôn 35 nè mọi đùi. Rồi hồng cho em luôn 35.55kg nha mọi đùi tàng nha. Chốt giùm em luôn là hồng 35. Rồi hồng cho em luôn 35. Nguyệt Đô lên số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi đỏ cho em luôn 35.000, chút đỏ 35 nha. Đó, cuối lai chốt cho mấy chị đủ đơn á. Đỏ 35, hồng 35. Hồng 35 Bách Phương. Mang ở nhà tạc ra luôn á trời, thiệt quá. Rẻ quá. Màu trắng 39 đi cho Phạm Hòa cho chị gái đi em. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã lửng 39. Lửng cho em luôn 39 với 55kg mấy chị, chốt giùm em luôn là mã lửng 39 nha. Lửng 39 với 55. Lửng 39 với 55, đỏ 35 em còn nha, chị nói lấy đỏ chút đỏ nha. Rồi lên cho em luôn phát sọc. Rồi, hồng 39 cho chị Phạm Bích Phượng rồi, quần 39 cho Cường Nguyễn. Rồi lên cho em luôn phát sọc, sọc xanh. Sọc xanh để em có bộ đó là em giục qua cho chị luôn nha. Rồi lên cho em luôn là sọc xanh 68.000 với 55kg là mã sọc xanh nè. Sọc xanh 68 với 55. Sọc xanh 68-55 đi mấy chị. Ốc khoác nha. Mấy chị theo dõi, bấm theo dõi trang bay đi mọi người. Khi nào like nó hiện thông báo cho mấy chị luôn ha. Rồi sọc trắng cho em luôn 68-55. À đấy sọc trắng, chút sọc trắng nè. Sọc trắng cho em luôn 68-55. Ốc khoác này cột vô. Tại cái đó teo á, cứ tới ai thì em đọc tên em đâu biết đâu. Lẫn 39 luôn cho chị tim út. Cục này, cái cục ở dưới này. Rồi, đỏ 35 luôn cho chị Trần Kim Hoa có đơn. Lỗng 39 ăn hết luôn rồi. Sọc xanh luôn cho Phương Võ. Xanh lên chân em á. Sọc xanh cho Phương Võ ghé lấy. 68. Rồi, đỏ 35 chung đơn với Văn Linh Thanh. Đỏ 35 tầng hồi nãy em mới lấy không? Rồi đỏ 15 luôn. Cho ghi là Võ Thanh Cường. Rồi mở ngoặc ở dưới là Văn Linh Thanh. Đó. Đưa đứa đi này luôn vậy. Đỏ 35 hết rồi, hết đỏ 35 rồi mấy chị ơi. Ôm ơn chị mới có lại lại chị. Chị xem phát đỏ à, ok. Trời em để mấy chị khoái đỏ mà. Chốt phát đỏ đi chị, 68 đi chị. Phát đỏ cho em luôn 68 đi chị ơi. Mấy cái lẻ lẻ đúng rồi. Phát đỏ cho em luôn 68 nha. Cái cuối cùng màu đỏ luôn á chị. Chốt đỏ 68 giùm em nhé. Đỏ 68 đi chị đẹp. Đỏ 35 em như hết rồi. Đỏ 35 em như hết rồi. Rồi chân váy này cho em luôn mấy chị ơi. Còn ML. Chân váy này em còn ML nha mấy chị. Đỏ 60. Phát đỏ đâu rồi ta. Để đây rồi. Rồi phát cục đỏ cho Liệu Quân 68 quen. Cường Nguyễn một sọc. Sọc xanh trắng 68 là hai ống khoác đúng không? Cường Nguyễn. Cường Nguyễn hồi nãy chú có gì rồi ta? Cường Nguyễn mới đọc cái gì quên rồi. À cái quần á. Rồi bây giờ là chị Cường Nguyễn lấy một sọc xanh và một sọc trắng là hai cái ống khoác đúng không? Cho Cường Nguyễn này. Có đơn rồi. Bộ ngối đầu xíu đen như chị, đỏ như hết rồi. Chút đít tin nhắn dùng nha. Trời ơi, like xong mà vô ngủ chứ đít chị nữa ta. Xỉu xỉu. Nếu nó còn thất thì tôi đít cho nha. Like xong còn vô ru vô ngủ nó khổ lắm bà ơi, thiệt luôn á. Có thằng có mình nè. Đỏ số 8 hết rồi. Rồi ở này chút cho em luôn á chị. Quần ML. Quần cho em luôn ML. Chân váy. Chân váy ML cho em luôn 75 nè. Chân váy ML cho em luôn 75. Chị nào lấy chốt nha. Trang váy size M với size L cho em luôn 75. Có mình tôi à, có ai đâu.
Lai xong rồi cái vô ru nó ngủ nữa rồi ông làm gì làm. Rồi có quần rinh nè chị ơi, nhưng mà ngày mai đi. Tùng trắng 68 cho tim Út nè. Rồi ai lấy cái gì đây nè, em lấy gì ta? Chân váy ML áo ống còn luôn. Đây bà ơi. Đây nè áo ống nè bà. Rồi lên cho em luôn là môn 50-55kg nha. Rồi môn cho em luôn 50-55kg áo ống nè. Chút môn 50 nè, trắng 50 nè. Rồi nè chút cho em luôn là vàng 50 nè. Nu 50 nha, ôm ngực lắm. Mỗi khi Nhi hay mang cái áo ống này nè. Rồi nè chút cho em luôn đen 50 nè. Để dây kéo còn chị. Đen 50, nu 50, vàng trắng, môn 50. Ai lấy chốt nha. Đó. Ai lấy được chốt giùm em. Rồi khóa này em Nhi còn cái nè. Trang váy mời cho chị Nguyệt Đô nè. Trang váy này mang cả thế giới luôn. Hơi bị đẹp. Lũng 35 rồi người ta. Hết lũng 35 rồi chị ơi. Trang váy size gì đây. Size M này Nguyệt Đô nè. Hay có đơn rồi đó. 75. Đen 50 cho chị nhỏ nhỏ này. Áo ống này. Đen 50 nhỏ nhỏ này. Rồi lên cho em luôn phát này còn cái đó chị, lên cho em luôn là xanh 68. Xanh cho em luôn 68. Xanh 68 với 55kg ha, chút xanh 68 còn cái này. Trăng váy là 75. Rồi xanh cho em luôn 68 với xanh chút xanh nha, tiếp qua. Sọc xanh cho Trần Như 68. Rồi lên cho em luôn là mã thái 50. Khóa cho em luôn 50 với 55kg nha. Thái 50 cái 55kg nha mấy chị ha. Áo thái này theo nè. Ống đen hết rồi chị ơi, hết màu đen rồi. Số 8 có đỏ thấy luôn rồi chị ơi, đỏ em hết luôn rồi. Áo khóa em còn à. Áo khóa em còn à. Sọc xanh đen với lại sọc trắng được không? Nè. Thái 50 cho Trần Như nè. Như mới có đơn đó. Rồi lên cho em luôn là sọc sọc xanh đen nè. Sọc xanh đen cho em luôn 68 ngàn với 55kg nha. Sọc xanh đen 68 với 55kg nè. Rồi này chốt giùm em nè. Nguyễn Thị Bích Lệ nè. Ghi vô giấy giùm Nhi luôn, ghé luôn giùm Nhi luôn. Rồi sọc trắng cho em luôn 68 với 55 nè. Đó áo khoác em Nhi còn hai màu thôi. Sọc trắng 68 và sọc xanh đen 68 nha. Ai lấy thêm thì chốt thêm. Sọc xanh đen 68 và sọc trắng 68 nha mấy chị. Rồi lên cho em luôn là đậu 68 nè. Rồi đậu cho em luôn 68 với 55. Đậu 68 với 55. Chút đậu 68 với trung hàm. Ở đây còn là hàng theo thôi, cổ cao. Rồi đậu 68 với 55. Rồi cái này chút cho em luôn là hồng 48 với 55kg mấy chị ơi. Hồng mà áo phốt cổ này dễ thương chưa. Đậu 800 thì chung có đơn rồi sao. Rồi hồng 48 với 55kg nha. Hồng 48 với 55. Mấy chị bấm theo dõi chân bay số mấy nghe chưa. Bấm theo dõi nha. Bán gì cũng rẻ chớn gì cũng vài chục à. Rồi hồng 48 với 55. Rồi lên cho em luôn là thái 50 với 55kg. Thái 50 với 55kg với mấy chị ha. Mã loan là dễ thương chưa. Thái 50 với 55kg nha. 8 6 8 nào vậy ta. Hết rồi chị, hết rồi. Rồi lên cho em luôn là loan thái 50 ha. Rồi vàng cho em luôn 50 với 57kg nè, thun thái nè. Vàng 50 với 57kg nè. Hết đậu rồi chị. Hồng 48 luôn cho chị Trang bỏ nè. Áo sọc em hết rồi. Em nhìn nữa coi khoảng cái bộ. Nè cái bộ này dâu này chị lấy không? Cái bộ dâu này chị Trang bỏ có lấy không chị? Dâu này nãy em xả đó. Này đông muộn qua đó, chị có lấy dâu này không? Rồi dâu này cho em luôn 65 với 60kg nha. Hồng 48 nữa hết rồi. Rồi lên cho em luôn là dâu. Dâu cho em luôn 65 ngàn với 60kg ha. Cái này phải là tinh đó mấy chị. Rồi chị lấy bộ dâu này không? Còn dâu này đi, lấy dâu này cho em nha. Trang vỏ nè, cái đơn luôn. Rồi này chốt giùm em luôn là quần 45 mấy chị. Ống suông nha, quần dài. Quần cho em luôn 45 ngàn với 60kg nha mấy chị nha, ống suông quần dài nha. Đó. Rồi chốt cho em luôn là quần 45 ngàn với 60kg nè.
quần 45.000 với 60kg. Trời ơi cái bộ bò này xịn mịn luôn. Rồi len cho em luôn là bò thể thao cho em luôn 100. Bò cho em luôn 100 nha mấy chị, với 55kg nha, tuyệt vời luôn á. Thể thao có gì kéo có nó nè. Bò cho em luôn 100 cái bộ thể thao. Bò 100 với 55kg ha, chút bò 100. Rồi như mấy cái thiết ở ngoài đó luôn. Rồi ai lấy bò chút bò cho em luôn 100 nha. Bò 100. Đó may đặt cái thì để xíu nữa rồi cái nhiều tí nữa mình cột luôn. Rồi quần không bỏ vô mình luôn. Rồi gấu còn bộ nè, thiết ra rồi chị gì ta? Thí Kiều Phan Thị hả? Phải không Phan? Thí Kiều Phan Thị như chị ghé phải không chị? Chị còn đó không? Cái đầu lại quên rồi. Rồi len cho em luôn á chị, ngố S 50. Ngố S cho em luôn 50 với 55kg nha. Ngố size S nha mấy chị, kaki á. Ngố S 50 với 55kg. Rồi len cho em luôn là ngố S 50. Trời ơi khoác màu nu cho em luôn 68 bụp liền. Nu 68 với 55. Nu 68 với 55. Đúng không chị, đúng không? Ghé không? Tết mặt đẹp lắm. Bữa mua 112 luôn đó mọi người. Cái bộ đó đẹp thiệt mà. Thí Kiều Phong Thị như ghé hả? Rồi lên cho em luôn là nu 68 nè. Bộ để thao cho chị Trần Thị Hoa nè. Đâu rồi ta? Nãy dục bộ xuống đó rồi. Bộ bò á, bộ bò 101. Đây chị Trần Kim Hoa, đúng rồi, có đơn rồi. Rồi chị đợi xíu em ra em lấy cái bộ trăm này cho còn một hai bộ gì đó. Rồi nu 68 luôn cho Vũ Phương Thúy nè, áo khoác nu á. Rồi bò 100 em hết rồi nha, bây giờ em thấy bò 100 rồi, em có tem 100 được không, để mai gửi cho chị luôn em hả. Thúy Kiều Phan Thị gửi hết rồi. Rồi ngố 50 luôn cho chị Hạ Mây. Nu số 8 em hết rồi. Bình Hạ Mây 50. Có đơn rồi. Ghi số điện thoại luôn càng tốt. Ghi vô tờ giấy là Thí Kiều Phan Thị gửi ha. Để mai nó soạn đơn ra. Hồi nãy dục vô đâu? Ghi dục qua khách gửi đi. Rồi em còn kem 100 nè. Cái này sale xuống rồi đó mấy chị. Rồi kem cho em luôn 100, chị nào lấy kem chút kem nha. Trời ơi cái bộ này mai em nói thiệt với mấy chị luôn á. Đâu rồi trời, cái quần đâu rồi trời. Mang hơi bị đẹp luôn á chị, cái quần của nó đáy siêu cao luôn á. Rồi kem cho em luôn 100 nha. Ok luôn Vũ Phương Thúy. Rồi em còn kem 100, chị nào lấy chốt nè. Kem 100. Gia Bảo 50. Gia Bảo ơi, lấy sữa uống đi, lấy miếng sữa cho em uống đi. Uống sữa à? Nhanh lên. Rồi ngố hết rồi chị. Rồi vàng này cho em luôn 39 với 55. Quần ngố em hết rồi, bộ đông mang có màu hồng thôi chị ơi. Bộ đông mang 100. Bộ đông mang cho em luôn 100 nha. Rồi đen cho em luôn là vàng 39 nè, 3D mặt nhà. Vàng 39 với 55, chút vàng 39. Kem 100 với Bích Kiều. Trời ơi cái mã này mã hot girl luôn á, đẹp xỉu. Chị Mai Nguyễn, Nguyễn Mai gì chị lấy kem 100 không? Nãy em hết bò rồi. Trời ơi cái này đẹp chưa mấy chị, mã quá dài 90. Rồi chốt giùm em luôn là nu 90 với 55kg nha. Quần lấy chị ôm mấy chị, còn cái này là gấu theo nè. Rồi cái này mấy chị chốt giùm em luôn là nu 90. Nu 90, hôn mẹ cái này đỡ mệt không? Nhanh lên. Lại hôn cái không? Rồi nu 90. Nu 90. Rồi ngố loan này cho em luôn 70. Ngố cho em luôn 70 nha mấy chị, dưới 57kg nha. Rồi ngố cho em luôn 70 cái 57kg nè. Rồi loan cho em luôn 70. Loan 70. Loan 70 thì nào lấy chốt nha. Ủa tao phát nu để ai? Có phần thưởng nè. Nu đi bụi phong phí nè. Cho luôn, cho phần luôn không cho mẹ nữa. Kem 100 cho Nguyễn Mai ghé luôn. Cho luôn. Hết nha. Mịn mò nó nhỏ lại. Loan 70 luôn kìa. Loan 70 cho Hồng Trần luôn, có đơn luôn. Đi hết rồi đi. 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 Đi hết
Rồi cái này rút cho em luôn. Rồi thái cho em luôn 60 kg cho mấy chị ha, bộ đồ thể thao. Ngó đùi. Ngó đùi hả? Ngó đùi thun quá hả? Ngó đùi thun cò. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, thái 60 nha, một form rộng và một cái quần thể thao nè. Rồi thái. Thái 60 mấy chị với 60 kg nha. Thái cho em luôn 60 kg mà thái 60. Quen nu 90 cho chị Cường Nguyễn đã có đơn chưa ta? Rồi đúng không? Nu 90 đó đó. Đâu rồi? Có hình con gấu theo á, áo trắng đó. Đúng rồi. Kem body xíu gửi chung đồ luôn nha. Có bán kem body xíu đấy chị Hữu. Kem body chị mua kem body mềm hay là kem body cốt trắng? Rồi cái này chốt giùm em luôn là ngố 68. Ngố cho em luôn 68 nha mấy chị, dưới 55 kg nha. Ngố 68 với 55 kg nha, đi ngố chút ngố. Hạt mấy bộ nữa thôi, 10 giờ. Ngố 68 55 kg, bữa nay cũng hết đáp nè. Ngố 68 55 kg mấy chị. Rồi khoác 8 còn cái này cho ai đây? Khoác 8 bao nhiêu còn cái nữa mấy chị? 68.000. Thái 60 cho chị Huỳnh Nhi lên số thì tình yêu xinh đẹp của em. Ngố 68 cho Huỳnh Xuân Si Nhi thì nè, lên số đi chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn khoác 68. Khoác cho em luôn 68 với 57 kg ha. Chốt giùm em luôn khoác 68 với chị, hồi nãy ai đây? Khoác 68 màu xám nè. 868 với chị Thảo Lê coi có đơn chưa. Rồi bò này cho em luôn 101, đâu còn bộ nữa nè. Rồi bò thể thao xếp bộ dài giùm em luôn 101 nè. Rồi ai lấy bò 101 chút giùm em luôn bò 101 nha mấy chị, với 55 kg nha. Rồi coi đi thì cái cũ nào ta. Lên số lại giùm nghe với thiệt luôn á. Giờ lú đầu rồi bà ơi. Con xám còn cái đó chị Trân Dương ghé nè, 68 nè. Rồi. Thảo Lê cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Ngố 68 cho Kim Thiên có đơn nè. Rồi tiểu thư cho em luôn 79 nha mấy chị. Tiểu thư cho em luôn 79.000 với 57 kg nè. Một cốt trắng với một mềm luôn, ghi vô giấy giùm Nhi đi. An An một body mềm, một body cốt là được rồi. Rồi tiểu thư cho em luôn 79 ha. Dưới 57 kg nè. Rồi tiểu thư cho em luôn 79 với 57 kg nè. Huỳnh Nhi lên số đi chị ơi. Rồi cái này chốt cho em luôn á chị. Thái 50. Thái cho em luôn 50 với 55 kg với mấy chị giữ theo nha. Thái 50 cho em luôn với 55 kg, chốt mã Thái 50 nè. Rồi tím cho em luôn 40 với 55 kg nè. Tím 40 với 55 kg để tím chút tím mấy chị nha, tay dài nha. Tiếng 40 với 55 kg nè, Huỳnh Nhi ok chị nè. Rồi lên cái mã khóa thể thao này giùm em. Bò 101 luôn cho Yến Nguyễn nè. Rồi lên cho em luôn khóa thể thao 190 nha. Khóa thể thao này cho em luôn 190 mấy chị, từ 40 đến 60 kg mang vừa. Kỳ vậy ta, để em coi thử cái kia sai số không đó chứ. Rồi này lên cho em luôn mấy chị ơi, khóa 190, 40 đến 65 kg có sai. Khóa thể thao nha, từ 40 cho đến 65 kg mấy chị có sai 190. À đấy, khóa 190, khóa 190 dùm em nè. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, mã ngố, trời ơi. Ngố tay dài cho em luôn 60 mấy chị, chú dùm em luôn ngố 60 tuyệt vời. Ngố cho em luôn 60 tay dài chứ quần ngố nha, ngố 60 với 55 kg. Rồi ngố cho em luôn 60 với 55 kg, cho nó ngố chút ngố nha. Rồi thái giùm em luôn mấy chị 60. Rồi san hồ nãy có rồi. Hồi nãy san hồ có một đơn rồi đó. Rồi lên cho em luôn là thái mấy chị ơi. Thái giùm em luôn 60 mấy chị, dưới 60 kg nha, phong rộng quần thể thao. Chú giùm em luôn mã thái 60 mấy bộ này mang ở nhà sướng. Rồi cái này chú giùm em luôn chân váy size L75. Chân váy size L cho em luôn 75.000, chị nào đi chốt 3 tầng 2 túi có quần trong. Chân váy size L cho em luôn 75.
Rồi ngó đùi này cho em luôn 55.000 một quần 40 đến 60 kg nha. Ngó đùi 55.000 một quần 40 đến 60 kg. Cái gì mau 60 là sao chị? Rồi ngó đùi 55.000 một quần 40 đến 60 kg ha. Chốt ngó 55. Rồi chốt ngó 55 cho em đi mấy chị ơi. Rồi xanh thái này cho em luôn 60 nè, chốt xanh 60 nè. Rồi xanh cho em luôn 60 nha mấy chị ha, đùi thái mặt nhà xanh 60. Xanh cho em luôn 60 với 60 kg ha, xanh 60. Ủa sao em like sao bên chị không thấy hả? Kì vậy. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi, set trắng còn set em xả luôn mấy chị 35. Set trắng này cho em luôn 35.000 quần lấy cao nha. Rồi set trắng cho em luôn 35 nè. Set trắng cho em luôn 35.000 dưới 50 kg. Rồi bộ cuối cùng này nữa là em Nhi nghỉ nha mọi người nha. 10 giờ rồi. Ngố 55 cho hình nhi, ngố đùi nè. Nó đơn rồi nè. Rồi này chốt giùm em luôn mấy chị ơi. Ngố vàng, vàng 65. Vàng cho em luôn 65.000 nha mấy chị ơi. Vàng cho em luôn 65.000 bộ ngố nha. Hơi bị dễ thương luôn, quần bôi rip luôn á. Rồi đem cho em luôn là vàng 65. Rồi vàng 65 đi mấy chị, chốt cho em luôn mã vàng 65. Ngố đùi 55 cho chị Thảo Lê ra đây. Rồi em nghe lên thi áo này nữa nè. Xanh 60 luôn cho chị Cường Nguyễn. Đây nè, ở đây con có bộ xanh rồi nè. Đúng rồi, xanh 60 Cường Nguyễn. Vàng 65 luôn cho Hạ May. Vàng 65 lên hết. Ở dưới đây nè. Dưới áo khoác này. Đúng, đúng, đúng. Rồi áo này cho em luôn trắng 45.000. Trắng cho em luôn 45. Với lại lấy bộ 39 áo trắng quần hồng nãy ok. Áo trắng quần hồng nãy 39 luôn cho chị Sơn Hờ cho đủ đơn này. Và số 5 em hết rồi. Rồi đưa đưa viết cho Nhi đi rồi mọi người về đi. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. Trắng 45 nè. Trắng cho em luôn 45.000 với 57 kg nha mấy chị. Mẫu này có hai màu trắng đen nha. Ngố vàng em như hết rồi. Rồi áo này cho em luôn là trắng đen. Bộ thái 60 quần 6 á chị hả? Nguyễn Thị Mỹ Hạnh còn. Ừ, như ta. Áo trắng quần 6. Rồi Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Áo trắng quần 8 60 nha, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ghé nè. Rồi trắng đen cho em luôn 45.000 chị nào lấy chốt nha. Trắng đen cho em luôn 45.000 chị nào lấy chốt nha mấy chị ha, đẹp lắm luôn á. Ừ. Rồi trắng đen cho em luôn 45.000 chị nào lấy chốt nha. Áo chị, áo cháy. Em cầm về luôn đi. Để đây xíu chị ghi cho sổ. Rồi trắng 45 luôn cho chị Huỳnh Nhi. Huỳnh Nhi 45 nè. Tí mặt đẹp luôn chị. Rồi chiêu chiêu trăm nè, trắng 45 nè. Cái này là quần ống suông á hả em? Trắng à, cái rồi lượm lượm nó dùng bỏ phanh ghế em như vậy. Trắng 45 chị chiêu trăm. Rồi trắng đen 45 chị nào lấy chút thêm nha. Áo này đẹp lắm mấy chị, giấy mấy chị mang đi làm rồi kia thoải mái. Rồi cái ngố trơn, ngố hồng em Nhi còn 3 bộ luôn nè, bán cái mã này nữa rồi em Nhi nghỉ nha. Ngố hồng này cho em Nhi luôn mấy chị, còn 3 bộ này lên 68.000. Ngố hồng cho em luôn 68.000, chị nào lấy chốt nha, ngố hồng 68 dễ thương cho. Rồi ngố hồng 68 cho em luôn mấy chị ơi, còn 3 bộ nha, hết luôn. Ngố hồng 68 nha mấy chị, cô Tông Thái đẹp tịnh mịn luôn á. Ngố hồng 68 nha mấy tình yêu xinh đẹp của em Nhi ơi, còn 3 bộ. Ngố hồng 68. Ai lấy ngố hồng 68 không mọi người? Ngố hồng 68 với chị Phương Võ. Có đơn chị ta? Phương Võ có đơn chị em quên mất bà rồi. Phương Võ như có rồi đúng không? Rồi chị Nguyễn Yến này cũng có đơn rồi đúng không? Nguyễn Yến này 68 này. Lú đầu quá. Phương Võ như chị có đơn chị ta? Rồi Huỳnh Nhi 68.
chữ bác sĩ mai lên thì không ra luôn. Tiếp ban giang 35 ngày gì đó bà ơi. Chị Phương bỏ chị có đơn cho ta em quên mất tiêu rồi. Rồi sơ mi. Sơ mi. Có số 8 sợ hết rồi á. Rồi sơ mi cho em luôn 95 ngàn với 60kg. Chốt giùm em luôn mã sơ mi. Ok chị Phương bỏ này. Rồi sơ mi cho em luôn 68 ngàn. À, sơ mi 95 ngàn với 60kg. Chị ơi trời ơi xỉu quá. Rồi lên cho em luôn sơ mi nha. Rồi bộ đang nghe còn 3 bộ luôn á. Chị chốt giùm em luôn. Em xe luôn 39 ngàn đi. Rồi này chốt giùm em. Đùi 55 với lại ngố hồng 68 nè. Em chốt chị Ngọc Tiên ha. Đùi 55. Ngố đùi đúng không? Ngố đùi này 55 Ngọc Tiên. Ngọc Tiên 55. Rồi chứ bộ hồng 68 nữa. Bộ chú Thư đang 79 còn luôn á Mỹ Hạnh ơi. Có 68 hết rồi bạn ơi. Rồi nu để em xả cho mấy chị luôn 39 ngàn nè. Rồi nu để em chốt cho mấy chị luôn 39 ngàn ha. Đó em còn 3 bộ nu. Rồi lấy nu 39 thì chốt nha. Bộ đang mang 100 mấy chị dễ thương lắm. Rồi sơ mi cho chị Mai Sương. Trời sơ mi này mới về nè chị. Khó thành hợp luôn. Rồi Mai Sương sơ mi. Sơ mi caro này hot lắm mấy chị ơi. 95 ngàn nha. Rồi bộ nu này cho em luôn 39 là lấy chốt nè. Nu cho em luôn 39 nha mấy chị với 55kg nha. Rồi nu 39 luôn cho chị kem đi chưa. Kem đi chưa khách quen 39. Rồi lấy nu 39 không mọi người ơi. Ai lấy nu 39 đúng không. Nu 39 luôn cho chị Thảo Lê. Rồi hết nu nha. Rồi Thảo Lê 39 này có đơn nè. Rồi hết nu rồi chị Cường Nguyễn lấy trắng không. Bây giờ em còn một cái trắng 39 nè mấy chị. Ai lấy trắng 39 nút trắng 39 cùng em nha. Trắng 39 không như còn cái mà trắng 39. Rồi ai lấy trắng 39 nút trắng 39 cùng em đi mấy chị. Trắng 39. Rồi để em luôn nha. Ok luôn Mỹ Hạnh nè. Rồi thể thao này em còn bộ màu đen mấy chị ơi. Một 101 nè. Rồi đen này cho em luôn 101. Chị nào lấy chốt nha. Thể thao bộ dài nha. Rồi lên cho em luôn đen 101. Đen 101, đen 101 cho em luôn mọi người ơi. Thể thao với 55kg chốt mở đen 101. Đen 101 nha mấy tình yêu xinh đẹp ơi. Mở đen 101 nha. Rồi đen 101 nha mấy chị ơi. Để em luôn chị ha. Để cái gì em? Để luôn là để cái gì em ơi? Rồi cái đen này cho em luôn 60 với 55kg thôi mấy chị. Đen 101 luôn nha chị. Trần Mạnh Triều đến số giùm em nè. Trắng 39 cho chị Cường Nguyễn. Rồi cái đen này cho em luôn 60 với 55kg. Đen 60 với 55kg thì nó đen chút đen giùm em nha. Đen 60 với 55kg với chị áo tay dài này dễ thương lắm tay phòng. Đen cho em luôn 60. Bộ này đen 100 này cho chị Minh Chiều gì đó đặt hàng lấy số giùm em đi chị đẹp ơi. Rồi đen cho em luôn mấy chị ơi, mã này đẹp chưa. Rồi đen cho em luôn là ngố hồng mấy chị, mẫu mới này ngố hồng 68.000 với 55kg nè. Cái hình búp bê hơi bị cung luôn á mấy chị. Rồi ngố hồng cho em luôn 68.000 với 55kg nha. Chúc hỏi ngố hồng 68. Ngố hồng 68. Còn cái 2% binh nè. Nên là khi nào nó tắt là nó tắt luôn nha mấy chị nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn là trắng. Trắng 68. Rồi ai lấy nữa thì em chốt nữa mấy chị. Trần Mạnh đúng rồi. Trần Mạnh Triều chứ. Trần Mạnh Triều này 100 nè. Với lại cái đang có mưa luôn cho chị Trần Mạnh Triều ha. Mấy chị giữ
xíu máy đi, sắp sáng mai gọi chút đơn cho em nha. Bùi Tiểu Thư đang 79 rồi, chốt rồi, xíu chị ghi cho. Đang 60 để em coi còn ha. Rồi hết đang 60 rồi chị. Huỳnh Nhi ơi, em còn xám nè. Phố Hồng số 9 cho chị Hải Lê nè. Rồi em còn xám nha chị, lấy xám 60 chứ xám 60 nha. Hồng cho chị Hải Lê, mai ghé lấy sớm giùm em nha chị. Hải Lê nè, hồng 68, hồng ngố này đẹp lắm. Hồng số 8 cho Hải Lê nè. Hồng số 8 luôn nha chị, Cường Nguyễn nè. Ai cái gối nó chốt mấy chị ơi. Hồng số 8, trắng số 8 dùm em nha. Rồi xám cho em luôn 60, chị nào nó chốt nó không. Xám với chị Tây Phòng nè, trời ơi quá yêu luôn á. Rồi lên cho em luôn là xám 60. Ai lấy gối nó chốt nha mấy chị. Rồi ai lấy nó không thì em đi chốt, đi nghỉ luôn nè. Cái màu trắng đẹp chưa mấy chị ơi, cái quần đen nè. Xinh chưa. Ai lấy gối trắng, chốt gối trắng nha. Rồi trắng cho em luôn mấy chị, ai lấy trắng chốt trắng giùm em. Rồi em nghỉ nha mấy chị, ai lấy thêm thì chốt nó để em nghỉ nè. Gối trắng, gối trắng, gối hồng mấy chị nghỉ yến luôn nè, 68 nè. Bên em không có dùng đơn đâu chị ơi, hàng nhiều lắm, hàng ngập nhà ngập lối luôn á. Sáng mai nhân viên gọi lên gọi chốt đơn là đi đơn luôn.